Cút, đúng lúc này, một tiếng quát nhẹ lạnh lùng như băng cũng vang lên, không chờ bàn tay kia hạ xuống, một bàn tay trắng nõn như ngọc mang theo nguồn linh lực mênh mông cùng lúc vung tới. Ầm, song trưởng va chạm, linh lực nổ tung, dư âm linh lực cuồn cuộn khuếch tán làm cho người lão giả này cũng bị chấn động, phải lui lại về sau. Tầng 4 của cảnh giới vạn pháp, ông lão vừa giận lại vừa sợ, khó tin nhìn thiếu nữ trước mắt. Ông ta không ngờ rằng, chỉ một cô gái chưa đến 30 tuổi đã bước vào cảnh giới vạn pháp như thế này, Thiên phú và thực lực của nàng ta phải nói là cực kỳ kinh khủng, không hổ là người do Linh Tiêu Tông cẩn thận bồi dưỡng, quả nhiên là có chút bản lĩnh, Kim Vũ Dương vẫn mặt không đổi sắc, hắn ngồi trên ghế, nhẹ giọng nói, "Cạch, cạch." Đúng lúc này, hai bóng người ầm ầm lướt tới thêm lần nữa, linh lực hùng hậu bộc phát ra ngoài làm không gian xung quanh cũng phải rung lên chấn động, cấp độ sóng linh lực đó chí ít cũng phải là cường giả tầng 4 ở cảnh giới Vạn Pháp, ba đại cảnh giới Vạn Pháp cùng lúc ra tay, sức mạnh đè ép đó nhanh chóng bao phủ lấy toàn bộ đại thiên các vậy thì để ba người chúng ta giao lưu với thiên tài đứng đầu linh tiêu tông xem thử một ông lão lạnh lùng mỉa mai ầm nguồn linh lực cuồn cuộn như là biển gào thét phóng thích ra lòng bàn tay của ba người vừa đưa lên gió rít mang theo những gợn sóng vô cùng kinh khủng cùng lúc bắn về phía phương thanh điệp phương thanh điệp nhíu chặt mày cơ thể mềm mại hơi lui lại cứ thế lao ra khỏi đại thiên các mà ba người cũng đuổi sát theo sau lúc này ánh mắt của tất cả mọi người đều chăm chú nhìn lên bầu trời ở trên đại thiên các bốn bóng người lao đi với một tốc độ nhanh như chớp lúc họ đánh nhau tiếng sấm và tiếng rít gào vang lên không ngớt là một cuộc chiến cung cấp nhưng lại ba đánh một đối mặt ba người có lực chiến hàng đầu ở kim quốc này phương thanh điệp một thân một mình cũng không kém chút nào linh lực với màu sắc rực rỡ liên tục biến ảo giữa hai tay của nàng thi triển võ học huyền ảo chiến đấu điên cuồng phương thanh điệp có thể trở thành trưởng lão trẻ tuổi nhất ở linh tiêu tông cũng là nhờ thực lực võ học huyền ảo liên tục được thôi thúc trên bầu trời bùng nổ mấy dị tượng kinh người tư thái mạnh mẽ dứt khoát hóa giải toàn bộ thế tiến công của ba người kia trong khoảng thời gian ngắn cuộc chiến lại tiếp tục giằng co trong đại thiên các kim vũ dương nhíu mày dường như là có vẻ không hài lòng với diễn biến của trận đấu bỗng nhiên hắn quay đầu nhìn về phía trước trần mộc và van lam ngồi trung bàn với phương thanh điệp lúc này đây vạn lam đang lo lắng như kiến bỏ miệng chén nàng nhìn tình hình chiến đấu phía bên ngoài lo lắng siết chặt tay thỉnh thoảng lại nhìn lên lầu hai rốt cuộc cha đang làm gì vậy đánh nhau vậy rồi sao lại chưa tới cứu vạn lam bất an à nói ngược lại trần mộc vẫn bình tĩnh uống trà như trước đó giống như hắn hoàn toàn không để ý và quan tâm tới cuộc chiến kịch liệt ở bên ngoài thú vị đấy nhìn thấy dáng vẻ gió thổi mây trôi của trần mộc kim vũ dương híp mắt đáy mắt có phần hơi kinh ngạc à? bắt giữ hai người kia lại cho bổn cung kim vũ dương ra lệnh hắn muốn nhìn xem thử nếu đồng bọn của phương thanh điệp mà bị bắt thì phương thanh điệp sẽ hành động thế nào cạch trong lúc đó một người đàn ông tuổi trung niên lại lao tới với tốc độ cực nhanh chỉ ở trong chớp mắt ông ta đã xuất hiện ở bên cạnh trần mộc thực lực của ông ta dù không bằng ba cường giả tầng 4 ở cảnh giới vạn như trước đó nhưng ông ta cũng không hề yếu đã đạt tới tầng 3 của cảnh giới vạn pháp linh lực hỏa diễm hừng hực cháy ở trong đại thiên các hóa thành một cái móng hổ lớn vươn ra ngoài tóm lấy ít hầu của trần mộc thằng quỷ chớt đi cho ta bùm đột nhiên một tiếng nổ vang lên bên trong đại thiên các sau đó là bóng người chật vật bắn ra như viên đạn nện mạnh lên bức tường phía sau người đàn ông trung niên kia hộc mấu sắc mặt tái nhợt như tờ giấy linh lực cuồng bạo khắp người ban nãy giờ đã rút sạch tên khó này hắn ta lộ vẻ mặt giận dữ nhìn chân mộc mà không tin nổi sao lại thế này động tĩnh bất ngờ khiến tất cả những người đang đứng ở đây đều biến sắc quay sang nhìn về phía phát ra tiếng động một chân trần mộc vẫn còn rơi trên không trung tiếp đó hắn chậm ra rút về nở nụ cười đầy ẩn ý Hừ, ngay cả kim vũ dương ngồi sau bình phong cũng khẽ nhíu mày quay sang nhìn trần mộc cường giả cảnh giới vạn pháp tầng thứ ba lại bị một tên nhóc cảnh giới thần tàng tầng thứ năm đá bay ư giờ phút này chính vạn lam cũng không nhịn nổi mà há hốc mồm nhìn trần mộc với vẻ không thể tin nổi nàng ta biết trần mộc là người đánh bại được nhan lương quân là một võ giả mạnh mẽ nhưng cũng không thể ngờ nổi là lại mạnh đến mức này chiến đấu vượt bảy tầng mà không có tí áp lực nào ư trần mộc chậm rãi đứng dậy đôi mắt nheo thành cái khe nhìn người đàn ông kia đầy lạnh lẽo nghe nói ngươi muốn rớt ta đúng không cái thằng khó nạn này người đàn ông trung niên kia trong miệng vẫn còn vết máu hung hăng bò dậy cơn giận bừng bừng bốc lên sắc khí lạnh thấu xương lúc này cơ thể trần mộc đột nhiên biến mất tại chỗ xoẹt tàn ảnh đột nhiên xuất hiện như ma quỷ sắc khí lạnh lẽo trào lên cuồn cuộn kim vũ dương phát hiện ra điều gì đó nét mặt thay đổi vội quát lên dừng tay thế nhưng đối diện với tiếng quát của hắn ta đáp lại chỉ có cái đầu nổ tung bùng trần mộc đưa tay ra long cốt xuất hiện kim quang nở rộ sức mạnh cùng bạo như thiết quyền không thể ngăn lại duc đấm vỡ đầu người đàn ông trung niên máu tươi bắn tung tóe như mưa phủ kín đại thiên cát người mùi rớt chóc trong không khí ai nấy đều ngẩn ra khiếp sợ thằng nhãi này chỉ bằng thực lực cảnh giới thần tàng tầng thứ năm mà vượt hẳn bảy tầng đánh bại cảnh giới vạn pháp tầng thứ ba chỉ trong nháy mắt ư sao có thể chứ ta ta nhớ ra rồi hắn hắn ta chính là trần mộc tên thiên kiêu nổi danh dạo gần đây của linh tiêu tông không ngờ tên nhãi này cũng đến tham gia thí luyện của mộ kiếm đại hoàng toàn trường bàn tán sôi nổi mọi người đều nhìn hắn với vẻ kiêng kỵ hiển nhiên bọn họ cũng nghe được động tĩnh từ phía linh tiêu tông dạo gần đây trần mộc đứng thẳng người thản nhiên nhìn kim vũ dương sau lớp bình phong lúc này vẻ mặt của hắn ta cực kỳ âm trầm khóe miệng run run đã tiết lộ tâm trạng thật trong lòng hắn ngươi dám làm lơ ta rớt hại cường giả kim quốc ta ư quá ngông cuồng điện hạ bọn chúng chỉ là con chó bên cạnh ngài thôi đúng không rớt một con chó thôi mà sao phải giận chứ trần mộc cười tủm tỉm trong mắt kim vũ dương lóe lên tia lạnh lẽo hắn ta hừ lạnh dù là chóa bên người ta cũng không phải là thứ ngươi muốn rớt thì rớt ta cam đoan ngươi sẽ chớt thảm hơn cả hắn những lời tàn nhẫn đó không cần nói đâu muốn rớt ta cứ ra tay là được có điều tiền đề là ngươi phải có cái thực lực ấy trần mộc cười khẩy kim vũ dương không nói gì hơi thở âm hàn trên người hắn ta dâng lên mạnh hơn trong đại thiên các, mùi thuốc súng nồng nặc trong không khí càng thêm mãnh liệt, dù sao thì bên cạnh Kim Vũ Dương vẫn còn ba lão giả nữa, trong thoáng chốc, cả ba cùng lao về phía Trần Mộc, linh lực quanh người rung động, linh lực cuồng bạo lập tức quét qua đại thiên các, ánh mắt mọi người đều thay đổi, không ngờ ba lão giả kia đều là cường giả cảnh giới vạn pháp, xem ra, địa vị của đại hoàng tử trong Kim Quốc cũng khá cao, lúc nào cũng có bảy cường giả cảnh giới vạn pháp đi theo, thậm chí còn phô trương hơn tông chủ một vài tông môn nữa dừng tay lại bên dưới còn chưa đánh nhau một tiếng quát lạnh lùng đã vang lên từ trên lầu hai một người đàn ông trung niên mặc long bào kim sắc bước xuống vạn trọng sơn cũng đi cùng hắn ta bên ngoài đại thiên các cuộc chiến đã ngừng lại phương thanh điệp bay về đại thiên các bộ váy áo trắng vẫn không nhiễm một hạt bụi trái lại thì ba tên cường giả vạn pháp cảnh tầng tứ tư kia lại thở hồng hộc Mấu chảy đầy hai tay cực kỳ chật vật tất cả những ai đang đứng trong đại thiên các đều lộ vẻ mặt nghiêm túc thực lực của phương thanh điệp khiến bọn họ bất ngờ độc chiến với ba tên cường giả vẫn không yếu thế chút nào phụ hoàng nhìn thấy người đàn ông trung niên kia kim vũ dương lập tức thu vẻ giận dữ lại cung kính hành lễ người đàn ông trung niên kia chính là hoàng đế kim quốc hoàng đế kim quốc nhìn thoáng qua kim vũ dương không nói gì sau đó hắn ta nheo mắt lại nhìn lướt qua thi thể không đầu ở đằng xa sau đó nhìn trần mộc cười nói vị này chính là vị thiên kiêu gây náo động linh tiêu tông dạo gần đây đúng không quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên con trẻ mà đã đủ sức rớt được cường giả vạn pháp cảnh của kim quốc chúng ta rồi. Trần Mộc chắp tay với hắn ta, không có ý trả lời, càng không định quỳ xuống hành lễ. Hoàng đế kim quốc cười nhẹ, không biết đang vui hay buồn. Hắn ta nhìn thoáng qua phương thanh điệp, nheo mắt lại không nói gì thêm. Vạn Trọng Sơn nhìn thi thể trên mặt đất, chắp tay với hoàng đế kim quốc, mấy đứa nhỏ không hiểu chuyện, khiến thánh thượng cười chê rồi. Vạn Tông chủ nói quá lời rồi, đám trẻ nghịch ngợm với nhau thôi, không đáng là gì cả. Hoàng đế kim quốc vẫy tay, vẻ mặt rất bình thản. Vạn Lam âm thầm thở dài nhẹ nhõm trong lòng, xem ra tên hoàng đế này cũng dễ nói chuyện. Phụ hoàng, Kim Vũ Dương nắm chặt tay, nhìn Trần Mộc và Phương Thanh Điệp đầy hận thù, gân xanh nổi đầy chán, hắn ta đột nhiên mở miệng, hình như muốn nói gì đó. Thế nhưng hoàng đế Kim Quốc lại thản nhiên giơ tay lên, không sao đâu, chỉ là một tên hạ nhân vạn pháp cảnh thôi mà, Chớt rồi thì thôi. Mộ kiếm đại hoang là nơi đầm rồng hang hổ, ngươi có thể bộc lộ hết tất cả thủ đoạn của bản thân trong đó, nhưng nếu tư đấu sẽ chỉ khiến người khác cười nhạo làm việc phải biết cách khiêm tốn giấu mình một chút kim vũ dương hơi ngẩn ra nhưng sau đó hắn ta gật đầu mạnh đáp phụ hoàng nhi thần đã hiểu những người khác đứng trong sân cũng hiểu ai nấy đều lộ vẻ mặt nghiêm túc đám cáo già này tên này hiểm độc hơn tên khác hoàng đế kim quốc này ngoài mặt thì rất hiền hòa nhưng nói vậy chẳng phải có ý là việc này chưa xong ư ừ. hắn ta muốn kim vũ dương ôm món nợ này vào trong mộ kiếm đại hoang giải quyết nốt đúng không nghe vậy Vạn Trọng Sơn nhíu mày, tập trung nhìn về phía Trần Mộc và Phương Thanh Điệp, hiện tại còn chưa đặt chân vào Mộ Kiếm Đại Hoang, đã đắc tội Kim Quốc rồi, xem ra chỉ số nguy hiểm của Mộ Kiếm còn cao hơn năm trước, không biết đám ba người Trần Mộc, Phương Thanh Điệp, Vạn Lam có chịu nổi không. Thánh thượng Ninh Quốc Giá Lâm, ngoài sân, tiếng hạ nhân đột nhiên vang lên, chẳng bao lâu sau, một người đàn ông trung niên mặc long bào kim sắc xuất hiện, đi cùng với mấy người trẻ tuổi và mấy tên hộ vệ. Trần Mộc lập tức quay sang nhìn, Hoàng đế Ninh Quốc cuối cùng cũng gặp kẻ địch lâu rồi không thấy hắn vẫn chưa hề quên trần thiên hải và người nhà họ trần hiện vẫn còn bị nhốt trong đại lao ninh quốc người đàn ông trung niên bước tới cao chừng tám thước cơ thể hùng tráng đôi mắt sáng rực như sao khiến người ta không dám nhìn thẳng hai tay hắn ta chắp sau lưng toát lên khí phách đế vương ba thanh niên đi bên cạnh hắn ta có diện mạo khá tương tự hai người trong số đó mặc mãng bảo kim sắc có thể thấy là hoàng tử ninh quốc còn người cuối cùng chỉ mặc một bộ đồ vải gương mặt cũng không hề xuất chúng nhưng đôi mắt lại sâu như mặt hồ không thấy đáy khiến lòng người lạnh lẽo nhưng chính bóng người bình thường ấy lại khiến rất nhiều thiên kiêu kiêng kỵ thậm chí là sợ hãi không ngờ lần này ninh quốc lại đưa đại hoàng tử ẩn cư nhiều năm ra phương thanh điệp nặng nề nói vạn lam kinh ngạc nhìn nàng ta hỏi trong đông đảo hoàng tử ninh quốc người có thiên phú nhất chẳng phải là tam hoàng tử có thái dương linh căn ư phương thanh điệp lắc đầu đều do đại hoàng tử khiêm tốn mà thôi trong miệng người đời Đại hoàng tử đường trọng ngu ngốc vô dụng, sống trong thâm cung, không thích gặp ai, thế nhưng trên thực tế, đại hoàng tử quá biết cách giấu mình, so với tam hoàng tử kia thì không yếu hơn chút nào, chỉ có điều hắn ta không thích hoàng quyền, không muốn tranh đấu với các hoàng tử khác, một lòng tập võ, đắm chìm trong võ đạo nên mới bị đồn là kẻ ngu. Nói chung, hắn ta chẳng có hứng với việc gì cả, không ngờ lần này hắn ta cũng đến tham gia mộ kiếm đại hoàng. Mấy người bọn họ bước vào đại thiên các, đại hoàng tử mặc đồ vải đi trước. Hai tên thanh niên mặc mãng bảo kim sắc đi theo sau, nhìn như tùy tùng bước theo. Bộ quần áo vải thô kia chỉ sợ là bộ quần áo đơn giản nhất trong số những người đang đứng đây, nhưng áp lực vô hình mà hắn ta đem đến có thể coi là mạnh nhất. Sau khi bước vào trong đại thiên các, đại hoàng tử Liếc nhìn xung quanh một vòng, sau đó nhìn vào Trần Mộc, thoạt nhìn hắn ta chỉ cười tủm tỉm, nhưng Trần Mộc cảm nhận được sát khí lạnh thấu xương trong mắt hắn ta. Hai người mới gặp nhau lần đầu nhưng đại hoàng tử lại có thể bắt chuẩn một kẻ mới cảnh giới thần tàng tầng thứ năm như hắn hai người giống như là kẻ thù trời sinh cực kỳ mẫn cảm với nhau thú vị thật trần mộc âm thầm cười trong lòng nắm tay xiết đây là cảm giác hưng phấn mà nhiều năm rồi hắn không thấy cuối cùng cũng có một đối thủ ra gì xuất hiện hoàng đế ninh quốc đến trong đại thiên các xôi trào mà hoàng đế ninh quốc dường như đã quen với việc trở thành tiêu điểm sau khi vào sân đôi mắt uy nghiêm nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn lướt qua toàn trường tiếp theo ông ta hời hợt nhìn về phía trần mộc híp mắt khuôn mặt lộ ra nụ cười sâu xa trần mộc có thể cảm nhận được sát ý trong mắt đối phương mà tương tự hoàng đế ninh quốc cũng có thể cảm nhận được trong đôi mắt màu đen của trần mộc ẩn chứa sát cơ chỉ là hai bên đều không sốt ruột bộc lộ sát ý này ra chỉ nhàn nhạt, nhạt lướt qua xem ra mộ kiếm đại hoang năm nay có rất nhiều người trẻ tuổi lạ mặt nhỉ hoàng đế ninh quốc cười nhạt nói vạn trọng sơn cười cười xem thường nói ninh quốc thánh thượng không phải ngài cũng mang mấy người lạ mặt đến sao hoàng đế ninh quốc cười ha hả ha, ha 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 xem ra mộ kiếm đại hoang năm nay sẽ có nhiều thú vị hơn trong tưởng tượng của trẫm nhiều ninh quốc thánh thượng đến rồi tổng chủ của thất huyền tông chắc cũng sắp tới hoàng đế kim quốc mở miệng quả nhiên hắn vừa nói xong được một lúc hạ nhân bên ngoài lại cao giọng hô thất huyền tông đến không lâu sau bạch đỉnh thiên dẫn đầu hơn 10 người đi vào trong đại thiên các sau lưng bạch đỉnh thiên cũng là mấy người trẻ tuổi hai nữ trong đó trần mộc cũng không lạ gì chính là hai tỷ muội quý huyên và quý lăng đã giao chiến một lần trước đó hai người cũng phát hiện ra trần mộc đôi mắt đẹp lạnh nhạt liếc nhìn hắn một cái chẳng biết tại sao mới qua hơn một tháng linh lực xung quanh hai người này lại khiến trần mộc cảm thấy có chút dị thường bạch đình thiên cũng chú ý tới trần mộc chẳng qua cũng nhanh chóng quay đầu lại mộc ca kẻ thù của ngươi nhiều thật đấy vạn lam ở bên cạnh trần mộc nhỏ giọng thầm thì nói mặc dù đa số ánh mắt của những người ở đây đều đặt trên người những người nắm quyền nhưng vạn lam vẫn phát hiện ra những ánh mắt kia lúc ninh quốc và thất huyền tông đi vào cho dù là thế hệ trẻ tuổi hay là người cầm quyền thì cũng như có như không nhìn về phía trần mộc sát cơ ẩn giấu trong đáy mắt bị nàng nhạy cảm phát hiện ra không khỏi cảm thấy có chút bất ngờ và lo lắng nhiều kẻ thù như vậy đến lúc đó liệu có bị người ta vây đánh đến chết không trần mộc nhếch miệng nếu ngươi sợ thì lúc vào mộ kiếm đại hoang thì tốt nhất đừng có đi theo ta cách xa ta ra một chút vạn lam thẻ lưỡi kẻ thù của ngươi nhiều như vậy ta cũng không muốn đi theo ngươi đâu, ta muốn đi theo Phương Tỷ Tỷ. Phương Tỷ Tỷ có thể bảo vệ ta chu toàn, đi theo ngươi, ta sợ bị mọi người vây đánh chết mất. Âm thanh xì xào bàn tán của hai người đương nhiên cũng bị Phương Thanh Điệp nghe thấy. Nàng ta cũng có chút bất ngờ nhìn lướt qua Trần Mộc, rốt cuộc tiểu tử này đã làm ra bao nhiêu chuyện khiến người ta căn phẫn vậy chứ. Ha ha, xem ra người của ba đại tông, bảy đại quốc cơ bản đều đã đến đông đủ rồi. Bạch Đình Thiên đối mặt với toàn trường, cười ha hà nói, như vậy các vị vào chỗ đi, hôm nay đại hội nam châu giới chắc chắn sẽ rất náo nhiệt hoàng đế kim quốc hoàng đế ninh quốc cùng đám người vạn trọng sơn đều khẽ nhăn mày giọng điệu này của bạch đỉnh thiên giống như là người đứng đầu đang nói chuyện vậy khiến người ta cực kỳ không thoải mái bạch tông chủ ngươi cũng đâu phải chủ nhân nơi này vạn trọng sơn hừ lạnh một tiếng thành chủ thành đại hoang phạm thịnh vội vàng tới hòa giải cười nói hai vị đại nhân tranh thủ thời gian vào chỗ ngồi xuống đi đừng tổn thương hòa khí vạn trọng sơn trợn mắt nhìn bạch đỉnh thiên sau đó mới ngồi xuống những người cầm quyền khác cũng nhao nhao ngồi xuống vị trí của mình mà đối mặt với tiếng hừ lạnh của vạn trọng sơn bạch đỉnh sơn chỉ nở nụ cười thần bí cũng không hề tức giận đáp lại không phải chúng ta chỉ cần ở trong đại thiên các này chờ mộ kiếm đại hoang mở ra là được sao trần mộc nhìn về phía vạn lam nghi ngờ hỏi vạn lam giải thích không chỉ như vậy đâu lần mộ kiếm đại hoang này mười đại thế lực ở nam châu giới sẽ tham gia một sự kiện lớn ngoài chuyện những người trẻ tuổi tranh đấu ra những hoàng đế và tông chủ này cũng sẽ thêm phần thưởng tiến hành đọ sức. Thêm phần thưởng, thêm phần thưởng gì? Trần Mộc tiếp tục hỏi. Lần này không đợi Vạn Lam trả lời, Phương Thanh Điệp đã chủ động chen vào, nói, lấy thành trì làm tiền đặt cược trong 10 đại thế lực kia. Thế hệ trẻ của bên nào chớt trong mộ kiếm đại hoang thì sẽ phải cắt thành trì giao cho người thắng. Đây chính là một màn quan trọng khác của mộ kiếm đại hoang. Nghe vậy, Trần Mộc lộ ra chút kinh ngạc. Phương Thanh Điệp giải thích, trước đây, công thành chiếm đất là là chuyện mà 10 thế lực này thường xuyên làm nhưng mà như vậy thì thế lực nào cũng tổn thất rất lớn cho dù công thành thành công thì cũng phải trả cái giá vô cùng thê thảm để tránh xảy ra những tổn thất đó cho nên mới có trò chơi tặng thưởng thêm trong mộ kiếm đại hoang này đưa thế hệ trẻ đứng đầu thế lực mình ra chiến đấu ai có thể sống sót ra khỏi mộ kiếm đại hoang thì không chỉ hắn được lợi mà tông môn phía sau hắn cũng có thể lấy được quyền sở hữu của nhiều thành trì hơn thì ra là thế trần mộc gật đầu đã hiểu quy tắc của trò chơi này Chẳng trách mấy người vạn trọng sơn và hoàng đế Ninh Quốc đều tỏ vẻ quan tâm đến mộ kiếm đại hoang này quá mức bình thường. Phải biết, bí cảnh ở Nam Châu giới không hề ít, nhưng mộ kiếm đại hoang này không chỉ là một bí cảnh bình thường mà còn là nơi 10 thế lực lớn âm thầm đọ sức. Trước bàn tròn, 10 người cầm quyền ngồi vây quanh một chỗ, bầu không khí dần dần trở nên nghiêm túc. Thế hệ trẻ đứng sau lưng đều im lặng. Hoàng đế Nam Quốc cười nhạt một tiếng, mở đầu phá vỡ cục diện bế tắc, mở miệng nói, "Mọi người đều là những thế lực mạnh mẽ, cũng không cần đánh đến mức người chết ta sống. Năm nay cũng giống mọi năm, chúng ta lấy 30 tòa thành trì ra chơi, một người tượng trưng cho 10 tòa thành trì, thế nào? Ai có thể rớt được ba người trẻ tuổi của thế lực chúng ta thì 30 tòa thành trì này sẽ cho người đó. Tiền đặt cược như vậy không khác gì những năm trước. Những năm trước, mỗi thế lực cũng sẽ lấy 30 tòa thành trì ra đánh cược, phải biết lợi ích mà một tòa thành trì tạo ra đã vô cùng to lớn rồi. 30 tòa thành trì đúng là đánh cược lớn nếu không phải có chút tự tin vào thế hệ trẻ nhà mình thì chắc chắn không lấy ra được có thể linh tiêu tông chúng ta không có phản đối gì vạn trọng sơn trả lời sáu hoàng đế cũng đều trầm mặc không nói gì rõ ràng là ngầm đồng ý với tiền đặt cược này a à, xem ra qua mấy chục năm tuổi các ngươi càng lớn thì lá gan càng nhỏ nhưng lúc này bạch đỉnh thiên dựa vào ghế gõ tay lên mặt bàn phát ra một câu khinh thường cười nhạo hoàng đế nam quốc không vui nhướng mày trầm giọng nói bạch tông chủ ngươi có ý gì Bạch Đình Thiên mở miệng nói, 30 tòa thành trì còn không đủ nhét kẽ răng, thế mà các ngươi cũng không biết xấu hổ lấy ra chơi sao. Năm nay muốn chơi thì phải chơi lớn một chút, một người là 20 tòa thành trì, tổng cộng là 60 tòa thành trì. Ông ta vừa nói xong, sắc mặt của không ít người cầm quyền trước bàn tròn hơi biến đổi một chút, sắc mặt của thế hệ trẻ phía sau cũng lộ ra vẻ ngương trọng. Vạn Trọng Sơn cười cười, Bạch Tông Chủ, xem ra năm nay ngươi rất tự tin với mấy tiểu tử của tông môn nhà ngươi đấy nhỉ, không dám chơi thì cút ra ngoài, nói nhảm ít thôi bạch đỉnh thiên lặng lẽ liếc nhìn vạn trọng sơn quát lạnh vạn trọng sơn lập tức giận dữ giống to bạch đỉnh thiên ngươi đừng tưởng ngươi đột phá cảnh giới bất diệt là có thể không coi ai ở đây ra gì ồ bạch đỉnh thiên nhìn ngẫm cười một tiếng ánh mắt mang theo vài phần mỉa mai nhìn vạn trọng sơn diễu cợt nói đơn đấu ngươi không đánh lại ta bây giờ mộ kiếm đại hoang cho thế hệ trẻ đấu với nhau ngươi cũng không dám vạn trọng sơn ngươi có tư cách gì mà kiêu ngạo trước mặt ta vạn trọng sơn nắm chặt nắm đấm hàm răng nghiến chặt ánh mắt nhìn chằm chằm vào bạch đỉnh thiên cương khí trên người tỏa ra bớt giận vạn tông chủ bớt giận phạm thịnh vẫn tươi cười nói mỗi lần đến thời điểm mấu chốt này hắn đều cảm thấy vô cùng áp lực làm trung lập mà làm tốt thì đúng là nhàn nhã nhưng nếu không làm tốt thì thật sự vô cùng phiền phức hoàng đế kiên ninh quốc luôn trầm mặc không nói gì bỗng lên tiếng 60 tòa thành trì chấm chơi cùng các ngươi xem ra vẫn là hoàng đế ninh quốc quyết đoán không hổ là rồng trong loài người lợi hại bạch đỉnh thiên cười to một tiếng tán dương Hoàng đế Kim Quốc gõ ngón tay lên mặt bàn, một lát sau, ông ta cũng mở miệng, chấm chơi được, 60 tòa thành trì, chấm theo. Ha ha, được, Bạch Đỉnh Thiên cười to, ta từ bỏ, rời khỏi trò chơi năm nay, tông chủ thiên ảnh tông nói. Địa vị của thiên ảnh tông bọn họ trong ba tông trước giờ vẫn tương đối thấp, thế hệ trẻ tuổi cũng không có ai xuất sắc lắm, đương nhiên không muốn đấu cùng bọn họ. Chấm, rút lui, Hoàng đế Lưu Quốc do dự một lát, cuối cùng vẫn thở dài nói, trước bàn tròn, có người rút lui, có người tham gia đặt cược, tính ra chỉ có một nửa số người trong đó là tham gia vào trò chơi này. Vạn Tông chủ, ngươi thì sao? Bạch Đình Thiên cười cười nhìn về phía Vạn Trọng Sơn, trong lời nói không khỏi có chút khiêu khích, năm đó Linh Tiêu Tông các ngươi sở hữu 300 tòa thành trì, khu vực rộng lớn, không ai có thể so sánh, đến bây giờ chỉ còn lại 120 tòa thành trì, đã xuống dốc rồi, có phải vốn liếng năm xưa của Linh Tiêu Tông đều bị ngươi chơi thua hết rồi không? Nếu không dám thì cút đuôi lui ra ngoài, bớt giả vờ đại gia trước mặt bổn tọa đi. Hoàng đế Ninh Quốc và Hoàng đế Kim Quốc đều đưa mắt nhìn sang, trong ánh mắt không khỏi có mấy phần đùa giỡn. Có ai không biết, những năm gần đây, tiền đặt cược của Linh Tiêu Tông ở mộ kiếm đại hoang đều thua hết. Nhớ năm đó đám tiền bối của Linh Tiêu Tông xuất sắc đến thế nào chứ? Đánh một lần đã chiếm được cương vực vô cùng rộng lớn, thế mà bây giờ cương vực đã thu nhỏ lại gần như 2 phần 3. Mà lần này, ba người trẻ tuổi ông ta mang đến, ngoài phương thanh điệp còn có chút thực lực ra thì hai người còn lại không hề đáng để mắt. Bạch Đỉnh Thiên, Ngươi đừng có khiêu khích ta, tiền đặt cược trò chơi này, các ngươi ai thích chơi thì chơi đi, lão tử không chơi với các ngươi, ta bỏ. Chữ quyền cuối cùng còn chưa nói ra miệng, Trần Mộc phía sau đột nhiên khoác tay lên vai Vạn Trọng Sơn, híp mắt mở miệng nói, "Được, 60 tòa thành trì, chơi với các ngươi, một người 20 tòa thành trì đúng không? Chơi." Trần Mộc liếm môi một cái, lộ ra vẻ tham lam, Trần Mộc, vẻ mặt Vạn Lam biến sắc, sốt sáng gọi, "Đây là chuyện lớn liên quan đến 60 thành trì nên không thể làm bừa được." hơn nữa đây là chuyện lớn của môn phái hành động này của trần mộc đã phạm phải quy tắc rồi phương thanh điệp nhớn mày gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên như nàng ta không hề lên tiếng người lớn chúng ta đang nói chuyện sao đến lượt kẻ bề dưới như ngươi chen lời cút đi trước bàn tròn bạch đỉnh thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm trần mộc giữ dằn nói với ánh mắt đầm đầm sát khí dầm ngay lúc tiếng cút đi vừa dứt cả người ông ta bộc phát một cơn cùng phong vô cùng hung bạo cuộn trào thẳng về phía trần mộc bạch đỉnh thiên Ngươi có ý gì đây, ta còn ngồi ở đây đấy. Vạn Trọng Sơn lạnh lùng nói. Cơn cùng phong thịnh nộ còn chưa ập tới chỗ Trần Mộc. Vạn Trọng Sơn đã tức giận đập bàn. Luồng linh lực cuồng bạo cũng đồng thời bộc phát. Ngay lập tức xông lên, chấn áp lại cơn cùng phong của Bạch Đỉnh Thiên. Vạn chủ môn phái, đệ tử này của ngươi không biết điều nên ta giúp ngươi dạy dỗ ấy mà. Chuyện của môn phái ta thì liên quan gì tới ngươi, không cần đến lượt ngươi ra mặt chỉ dạy. Đôi mắt Vạn Trọng Sơn lạnh lùng như hổ giữ quyết không chịu nép vế. Thấy cuộc giao tranh giữa hai người họ, tám thế lực lớn khác đều yên lặng không nói gì như thể đang thầm vui mừng chờ đón xem hai người họ tranh đấu một sống một còn nhưng dưới đòn đánh trả của vạn trọng sơn bạch đỉnh thiên cũng không ra tay nữa chỉ mỉm cười nói vạn trọng sơn đệ tử của ngươi còn khá hơn ngươi nhiều đấy ít nhất thì hắn còn dám cược còn ngươi thì không dám vậy thì chủ môn phái như ngươi là cái thá gì chứ đừng cố dùng thủ đoạn khiêu khích ta lão đây không dễ bị lừa vậy đâu vạn trọng sơn tức giận đập bàn hậm hực nói rồi lại ngồi xuống nhưng ông ta không kìm được mà đánh mắt liếc nhìn về phía trần mộc ông ta không hề trách hành động vượt quá quy tắc của hắn chỉ trầm giọng hỏi trần mộc ngươi có tự tin không trần mộc thản nhiên mỉm cười đáp nếu như chủ môn phái tin ta thì ta sẽ đấu với họ một phen ánh mắt của vạn trọng sơn bỗng trở nên nghiêm nghị nhìn chằm chằm gương mặt bình tĩnh của trần mộc hồi lâu theo hiểu biết của ông ta về trần mộc hắn không phải là một kẻ liều lĩnh một khi hắn đã quyết định ra mặt lên tiếng như vậy thì chắc chắn có một nguyên do nào đó hơn nữa trước giờ Mỗi hành động của hắn đều có kết quả khiến người ta bất ngờ, nhưng với Linh Tiêu Tông, mức cược này vô cùng quan trọng, bởi chuyện này liên quan tới 60 thành trì, tương ứng với một nửa lãnh thổ của Linh Tiêu Tông. Vạn Trọng Sơn nhìn sang Phương Thanh Điệp thì thấy nàng ta trầm ngâm hồi lâu rồi cuối cùng cũng khẽ gật đầu, rõ ràng là nàng ta cũng tự tin với thực lực của bản thân. Thấy vậy, Vạn Trọng Sơn khẽ nghiến răng, "Được, Linh Tiêu Tông bọn ta cũng đấu với các ngươi một phen." Vạn Trọng Sơn khẽ quát với khí thế vô cùng lớn mạnh, chấn động cả đất trời xung quanh ha ha được thôi trận mộ kiếm đại hoang lần này thú vị hơn nhiều rồi đấy bạch đỉnh thiên cười hả hê như thể đạt được âm mưu ông ta hao tâm tổn sức như vậy chẳng qua là vì muốn vạn trọng sơn vào cuộc mà thôi giờ thấy vạn trọng sơn cuối cùng cũng chịu nhập cuộc ông ta đương nhiên là vui mừng khôn xiết vạn trọng sơn nhìn chằm chằm vẻ mặt kiêu căng phách lối của bạch đỉnh thiên sắc mặt cũng dần tối sầm lại ông ta không biết lý do tại sao bạch đỉnh thiên lại tự tin như vậy nhưng giờ thì ông ta có hối hận cũng không kịp nữa rồi chỉ mong là chàng thanh niên trần mộc này không lửa ông ta nếu không thì sau trận mộ kiếm đại hoang này lãnh thổ của linh tiêu tông sẽ bị giảm mất một nửa không còn là một trong ba môn phái lớn của vùng nam châu nữa đã vậy sẽ còn bị thay thế bởi các môn phái khác hoàng đế ninh quốc nheo mắt lại tận sâu trong đáy mắt dường như có một tia sáng khiến người ta khó lòng đoán được ngài ấy đang nghĩ gì còn hoàng đế kim quốc lại hết sức bình tĩnh khá tự tin về các hậu bối của mình những người nắm quyền khác không tham gia cá cược đều có vẻ mặt hết sức phức tạp bọn họ tin là sau khi kết thúc trận mộ kiếm đại hoang này, vùng Nam Châu sẽ có một sự thay đổi lớn chưa từng có. Cuộc họp giới cầm quyền của vùng Nam Châu kết thúc. Rất nhiều thanh niên, chủ môn phái và hoàng đế đều không rời đi ngay mà vẫn nán lại đại thiên các. Tòa đại thiên các này vô cùng rộng rãi, có sức chứa lên tới tận vài nghìn người. Huống hồ trước mắt giờ chỉ có chưa đến 100 người. Năm ngày ngắn ngủi trôi qua trong nháy mắt. Ở phía bắc của thành đại hoang, trong năm ngày này, dòng năng lượng cuồn cuộn ngày càng tăng lên cho đến giờ đã đủ để tạo thành một dòng sóng biển cuồng bạo, càn quét khắp bốn phía đất trời. Còn ở bầu trời bên kia, khe nứt trong hư không cỡ trăm trượng kia cũng ngày càng nứt rộng ra, và trong đó có xuất hiện bóng kiếm cuồng nộ liên tục bị dòng năng lượng tấn công. Rầm, rầm, rầm. Đất trời rung chuyển, linh khí phục hồi. Trước sự tấn công cuồng bạo của dòng năng lượng đó, bóng kiếm cuồng nộ kia cũng đã có dấu hiệu suy yếu dần, nhưng sự suy yếu này cũng chỉ là tạm thời mà thôi, bởi dòng năng lượng kia là do linh khí đất trời tạo thành chỉ cần dòng năng lượng suy yếu dần thì bóng kiếm giữa đất trời kia vẫn sẽ cùng bạo như thường và rõ ràng là bây giờ chính là thời điểm vàng để tiến vào mộ kiếm đại hoang cảm nhận được sự dịch chuyển kỳ lạ của đất trời tất cả ánh mắt của các thanh niên trong đại thiên các đều sáng rực lên bởi vì trong lòng họ biết rõ trận mộ kiếm đại hoang mà họ chờ đợi bấy lâu đã sắp bắt đầu rồi đứng trước lan can tầng 2, vạn trọng sơn nhìn về phía khe nứt cỡ trăm trượng kia vẻ mặt dần trở nên nghiêm nghị thời cơ đã chín mùi rồi các ngươi cũng sắp được vào trong kiếm mộ đại hoang rồi vạn lam siết chặt nắm đấm tay ánh mắt sáng rực lên ngay cả phương thanh điệp với vẻ mặt lạnh như băng ánh mắt giờ đây cũng tràn đầy ý chí chiến đấu rực lửa nhớ kỹ rằng trong đại mộ kiếm hoang phải thật cẩn thận có thể bỏ qua báu vật nhưng nhất định phải bảo toàn tính mạng sống sót trở về là tất cả hy vọng của ta vạn trọng sơn lần lượt liếc nhìn ba người trần mộc phương thanh điệp và vạn lam nghiêm nghị nhắc nhở rõ phương thanh điệp và vạn lam chấp tay tuân lệnh trần mộc cũng gật đầu sau đó ba người họ không trần trừ thêm nữa khẽ lay người rồi hóa thành ba bóng sáng lao vút về phía khe nứt hư không kia cùng lúc đó ở một tầng khác bạch đỉnh thiên liếc nhìn khe nứt hư không kia rồi quay đầu nhìn ba thanh niên ở sau lưng ba thanh niên này đều là các thiên tài tinh anh của thất huyền tông đã qua chọn lọc kỹ càng trong đó có một thiếu nữ tên là quý huyên hai người còn lại là hai nam thanh niên trẻ tuổi tuy nhiên bất kể là dòng sóng linh lực cuồn cuộn khắp người của họ hay là cảm giác chèn ép thần bí mà họ mang đến cả hai nam thanh niên này đều mạnh hơn quý huyên rất nhiều nhớ cho kỹ ta muốn các ngươi rớt chớt ba tên khón của linh tiêu tông nếu như không hoàn thành nhiệm vụ thì các ngươi đừng đến gặp ta nữa bạch đỉnh thiên nghiêm mặt giữ dần nói rõ cả ba người họ cung kính chắp tay nhận lệnh ba người họ không nán lại thêm nữa lập tức bộc phát linh lực và hóa thành ba bóng sáng lao thẳng về phía khe nứt hư không kia với tốc độ nhanh như chớp ở phía kim quốc ninh quốc và các nước lớn khác các lớp thanh niên đều bắt đầu đồng loạt rời đi lúc này vô số bóng sáng vụt qua bầu trời liên tiếp lao vào khe nứt không gian đó nhưng ngay vào lúc này, điều mà không ai để ý tới được là phía dưới khe nứt hư không đó có mấy người mặc áo đen đột nhiên nép vào vách núi và mai phục ở đó. Tên cầm đầu nhóm người mặc áo đen đó ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào bóng các thanh niên vút qua bầu trời với ánh mắt đằm đằm sắc khí rồi nhếch mép nở một nụ cười dữ tợn. Tuổi trẻ thích thật đấy, nhưng tiếc là có trẻ tới mấy thì cũng không thoát khỏi kiếm mộ đại hoang này đâu. Sau đó, hắn ta liếc nhìn ba thanh niên đằng sau lưng, lạnh lùng nói: "Đừng quên là, tất cả những gì các ngươi có hiện giờ đều là chủ môn phái cho các ngươi, nhớ hoàn thành thật tốt nhiệm vụ, nếu lần này mà thất bại thì các ngươi đừng hòng thoát thân. Thanh niên đứng đầu số đó ngẩng đầu lên, đôi mắt thoáng có vẻ thờ ơ lạnh lùng, hơi hợt đáp. Ngươi cứ làm tốt việc của ngươi trước đi, không cần lên mặt chỉ dạy bọn ta, nếu không thì e là bọn họ còn chưa chết mà ngươi đã chết trước rồi đấy. Hừ, đối mặt với sự uy hiếp của hắn, người đứng đầu mặc áo bào đen nhếch môi, hừ lạnh một tiếng, ngừng giảng đạo hắn biết ba thanh niên này đều được lão giáo chủ thu nhận từ các nơi khác nhau ở nam châu giới ai nấy đều kiêu ngạo không nghe lời nhất tuy nhiên thực lực của ba người này đã là đứng đầu thế hệ trẻ ở nam châu giới rồi trong giai đoạn này thông qua sự bồi dưỡng cẩn thận của thiên ma cung đã sớm thay ra đổi thịt rồi thực lực còn mạnh hơn một số lão nhân trong thiên ma cung người đàn ông trung niên mặc áo bào đen không phí lời nữa từ trong tay lấy ra một chiếc la bàn cổ bằng vàng chiếc la bàn chỉ có kích thước 10 thước bên trong khắc những phù văn cổ phức tạp tinh xảo giống như một loại linh khí cấp cao nào đó. Uỳnh, người đàn ông trung niên mặc áo bào đen trực tiếp truyền linh lực hùng vĩ của mình vào chiếc la bàn, có sự thúc đẩy của linh lực. La bàn lập tức chuyển động, tất cả phù văn phức tạp sáng lên và giải phóng ra một làn khí đen tối lạnh giá lúc có lúc không. Càn khôn chuyển dịch, thiên cơ ẩn giấu, bắt đầu. Uỳnh, từ trong la bàn, một khối năng lượng đen gợn sóng như sóng nước, lập tức bao bọc lấy cơ thể của ba thanh niên. Lập tức, hơi thở sinh mệnh của ba người dường như hoàn toàn bị che đậy. Đi thôi, Chúng ta đi gặp những người này, ta đã rất lâu không nếm được mấu thiên tài rồi, hy vọng bọn chúng sẽ không làm ta quá thất vọng. Một trong những thanh niên cười khẩy, ngay khi cơ thể di chuyển, anh ta bay về phía bầu trời, và hành động của họ, dưới sự bao bọc của la bàn, e là đến những người như Vạn Trọng Sơn, Bạch Đỉnh Thiên cũng không quan sát được. Sau đó, một thanh niên thần bí đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập tử khí, lạnh lùng nhìn chằm chằm một bóng người trẻ tuổi quen thuộc tại khe hở trong hư không. Trần Mộc, ngươi còn nhớ ta không? ta nói rồi, ta sẽ quay lại rớt người. Bây giờ, ta đến đây. Khóe miệng thanh niên thần bí hiện lên một nụ cười hung ác, dưới ánh sáng phản chiếu một khuôn mặt tái nhợt như không còn giọt máu nào. Khoảnh khắc xuyên qua vết nứt trong khoảng không, sự hỗn loạn không gian quét qua hư không như một lưỡi hái, xoạt xoạt. Sự hỗn loạn không gian này dày đặc như có hàng trăm nghìn con dao đang cạo xung quanh. Tuy nhiên, những người có thể đến được đại hoang kiếm mộ đều có chút thực lực. Bọn họ nhanh chóng tập hợp một đoàn linh lực xung quanh cơ thể, nhanh chóng cản lại được sự tàn phá của hỗn loạn không gian này nhưng cho dù vậy trước sự hỗn loạn của không gian này mọi người đều cảm thấy cơ thể mình đang bị kéo mạnh một lực hút khó tả đang kéo họ đến một không gian khác nắm lấy ta nếu không các ngươi sẽ bị phân tán trần mộc hét lên với phương thanh điệp và vạn lam phương thanh điệp và vạn lam nghiến răng lập tức nắm lấy tay của trần mộc không chút do dự lúc này ba người nắm chặt tay nhau linh lực của trần mộc bùng phát nhắm vào một điểm sáng trong khe nứt hư không rồi lao đến dưới sự cảm ứng của hắn trần mộc biết rằng đằng sau điểm sáng này chính là đại hoang kiếm mộ soạt âm thanh xe gió sắc bén vang lên trước mắt đột nhiên xuất hiện một tia sáng bóng kiếm trùng trùng tạo nên một hiện tượng trời đất kỳ lạ lướt qua trước mắt ba người trần mộc cuối cùng cũng xuyên qua khe nứt hư không này chớp mắt thế giới trước mặt đã hoàn toàn thay đổi đây là một không gian hoàn toàn mới khác biệt hoàn toàn với những không gian khác mà mọi người đã từng đến mặt đất có màu nâu đỏ giống như núi lửa phun trào sức nóng không thể chịu nổi như thể toàn thân sắp bốc cháy sóng nhiệt tạo thành sương mù thoát ra từ dưới lòng đất và biến thành sương mù đỏ mù mịt lan rộng khắp trời đất mà trên bề mặt mặt đất khô cằn từ lâu vẫn còn những vết kiếm hung dữ và đáng sợ xuyên qua mọi hướng không biết những vết kiếm này sâu bao nhiêu nhìn thoáng qua tựa như đi thẳng đến tận cùng trái đất giống như vực sâu không đáy trải rộng đến tận cuối tầm mắt bầu trời mù mịt mây đen như đè xuống có một sự ảm đạm đến bất an bao trùm khiến người ta cảm thấy vô cùng chán nản ở đây dường như đã trải qua một cuộc chiến tranh tàn khốc nhất thời cổ đại, xương khô, tàn binh, hoang vắng và sát khí chớp chóc không chút tình người đó. Đây chính là đại hoang kiếm mộ sao, vạn lam ngơ ngác nhìn không gian xa lạ này, lẩm bẩm. Cảnh tượng trước mắt thật bàng hoàng. Ở trong không gian này, bọn họ tựa như đã đến một thế giới tận thế, không có người ở, chỉ có một sự chớp chóc hoang tàn. Cảm giác chán nản khó tả này ngột ngạt đến khó thở. Ngay cả Phương Thanh Điệp, người đã quen nhìn thấy nhiều cảnh tượng lớn, cũng không khỏi lộ ra một chút sợ hãi trong đôi mắt đẹp cảm giác nguy hiểm không rõ nguyên nhân này dâng lên từ sâu trong trái tim nàng gầm lúc này từ xa xa chân trời đột nhiên vang lên một tiếng gầm dữ tợn sóng âm mạnh đến mức trực tiếp dung chuyển dọc đường không gian khiến trong không gian hình thành những gợn sóng mà mắt thường có thể nhìn thấy được trong tiếng gầm này không hề có cảm xúc gì chỉ có một loại sắc khí chớt chóc đơn thuần đến cực điểm nghe thấy nó khiến người ta run lên vì sợ hãi là yêu thú sao nơi này lẽ nào vẫn có sinh vật sống sao nghe tiếng gầm này cơ thể vạn lam không khỏi run rẩy phát ra một âm thanh kinh hãi đây rốt cục là hung thú hồng hoang như thế nào chỉ một tiếng gầm cũng gần như phá vỡ không gian trần mộc cau mày hắn nhìn khung cảnh xung quanh sau đó lại nhìn bầu trời xa xa hắn phát hiện ra rằng nơi họ đang đứng là một bình nguyên cằn cỗi sau một vụ phun trào núi lửa xung quanh không có bóng người rất hiển nhiên gần như toàn bộ người tiến vào đại hoang kiếm mộ lần này đều đã bị tàn mát rồi hay là đến trước thăm dò tình hình một chút đi, đứng ở chỗ này, không biết vì sao, nhưng ta luôn cảm thấy có chút bất an." Phương Thanh Điệp nói. "Đi, đi thôi." Giọng nói của Vạn Lam run rẩy. Phương Thanh Điệp vỗ vai nàng ta ra hiệu đừng sợ hãi như vậy. Tiếp đó, ánh mắt nàng liền nhìn về phía Trần Mộc. So với hai cô gái kia, Trần Mộc tuy rằng sắc mặt nghiêm trọng, nhưng so với bọn họ lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Hắn ngửi mùi trong không khí, sau đó ngồi xổm xuống đất một cách quái dị, xoa xoa cát trên mặt đất ngươi đang làm gì vậy nhìn hành vi kỳ quái của hắn trên mặt phương thanh điệp có chút khó hiểu hỏi lông mày hơi nhướng lên trần mộc đứng dậy phủi bụi trên tay như không có chuyện gì xảy ra nói không có gì chúng ta đi về phía trước trước cẩn thận vừa dứt lời hắn đột nhiên dường như nhận ra điều gì hắn hét lớn trong chớp mắt đạp chân về phía đầu vạn lam nhìn thấy hành vi đột ngột của trần mộc vạn lam bị dọa đến tái mặt phản ứng bản năng khiến nàng lập tức ngồi xổm xuống mà chân của trần mộc trực tiếp vượt qua đỉnh đầu nàng đá mạnh vào một cái bóng đen khổng lồ, dùng lực lượng vô song, đá bóng đen khổng lồ đó ra thành từng mảnh ngay tại chỗ. Bùm, một tiếng động lớn vang lên, sinh vật bóng tối khổng lồ thần bí trực tiếp phát nổ, phun ra chất lỏng màu đen dày đặc và tràn xuống đất. Phương Thanh Điệp lập tức co người, quay đầu lại, nhưng cảnh tượng xuất hiện trước mặt khiến nàng sừng sờ ngay tại chỗ. Mặt đang kêu ùng ục và phát ra một số bong bóng kỳ lạ, sau đó nó trượt xuống các vết kiếm xung quanh và cuối cùng biến mất. Nhìn vậy thật khiến người ta cảm thấy sợ hãi đây đây là gì vậy đôi mắt xinh đẹp của vạn lam mở to nàng kêu lên lúc này ngay cả đôi mắt đẹp của phương thanh điệp cũng trở nên nghiêm nghị nàng rút kiếm trong tay ra cảnh giác nhìn xung quanh chất lỏng màu đen vừa rồi không biết vì sao luôn mang lại cho người ta cảm giác rùng rợn sau khi đi vào vết kiếm trên mặt đất nó không chảy ra nữa tuy nhiên luồng khí nguy hiểm không thể giải thích đó vẫn chưa hề tiêu tan mà ngày càng mạnh mẽ hơn trong lòng mọi người những thứ đó rốt cục là quái vật gì chứ vạn lam cắn răng lạnh lùng nói linh lực chảy khắp cơ thể nàng trên tay cầm một ngọn linh thương nàng cũng đang trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu nhưng khi nhớ lại cuộc tấn công bất ngờ vừa rồi trong lòng nàng vẫn còn một bóng đen trần mộc cau mày đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào vết nứt những vết nứt này giống như vực thẳm không ai biết nó dẫn xuống đâu càng không biết rốt cục sâu bao nhiêu uỳnh uỳnh mà đúng lúc mọi người đang trong trạng thái căng thẳng chuẩn bị chiến đấu thì mặt đất cuối cùng lại rung chuyển lần nữa chít chít một loạt tiếng khàn khàn the thé chói tai khiến người ta tê cả da đầu đột nhiên vang lên từ dưới vết nứt âm thanh này chói tai đến mức khiến màng nhĩ rung lên kịch liệt ngay lập tức vô số chất lỏng màu đen trào ra từ dưới vết nứt với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được trong chớp mắt chất lỏng màu đen sền sệt lan ra trong bán kính trăm trượng ở gần đó chất lỏng màu đen sền sệt này trông rất quái dị với đôi con người màu đỏ tươi và một sắc khí cực kỳ lạnh lẽo đây đây là cái thứ gì vậy thân thể mảnh khảnh của vạn lam lảo đảo lùi về phía sau trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên một tia sợ hãi ngay cả sắc mặt Phương Thanh Điệp cũng vô cùng nghiêm trọng, lặng lẽ nắm chặt thanh trường kiếm trong tay, vô thức cơ thể mảnh rẻ của nàng co lại. Ánh mắt của Trần Mộc dán chặt vào những con quái vật màu đen này, đặc biệt là trên bề mặt da giống như chất lỏng sền sệt của chúng. Sau khi quan sát cẩn thận, hắn nói: "Đây là cổ ma chuột, ăn máu thịt, toàn thân đều chứa đầy độc tố, cẩn thận chút, đừng để chúng chạm vào, nếu không sẽ rất phiền phức." Phương Thanh Điệp và Vạn Lam ngạc nhiên liếc nhìn Trần Mộc bằng đôi mắt đẹp của họ, nhưng sau đó không cho bọn họ có cơ hội phản ứng đám cổ ma chuột trước mặt đều tụ tập thành từng đàn mật độ dày đặc đến mấy chục nghìn con khiến mọi người đều cảm thấy sợ hãi ba người nhanh chóng đứng tựa lưng vào nhau linh lực dâng trào hội tụ lại đột nhiên hóa thành một thế công cuồng bạo hướng về đám cổ ma chuột này nổ tung bùng 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 linh lực bùng nổ sức mạnh kinh khủng được phóng thích làm nổ tung lũ cổ ma chuột ngay tại chỗ chất lỏng sền sệt màu đen nổ ra nhưng rất nhanh Chất lỏng màu đen tập hợp lại với nhau với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường và hướng về phía ba người Trần Mộc. Khi họ chiến đấu, Phương Thanh Điệp và Vạn Lam cùng lúc phát hiện ra một vài điều kỳ lạ. Sau khi của những con cổ ma chuột này bị nổ tung, chất lỏng màu đen đó lại có thể khiến chúng sống lại. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao những con cổ ma chuột này không thể rớt được? Vạn Lam thì thầm với vẻ mặt kinh ngạc. Phương Thanh Điệp dùng kiếm chớm xuống, ánh kiếm sắc bén biến thành một lưỡi kiếm ánh sáng dài hàng trăm trượng, chớm dọc đường đi, Hàng trăm con cổ ma chuột tụ tập phía trước đều bị chớm thành hai nửa ngay tại chỗ, nhưng không lâu sau, khi chất lỏng xiên xệt vặn vẹo, những con cổ ma chuột này vẫn tổ chức lại và bắt đầu rớt chóc trở lại. Chít chít, tiếng kêu chói tai khiến người ta tê cả da đầu vang vọng trong bán kính 10 dặm. Chết tiệt, chuyện gì vậy? Nếu cứ tiếp tục như này, chúng ta sẽ chết ở đây. Gương mặt Phương Thanh Điệp cũng trở nên khó coi, trầm giọng nói, loại cổ ma chuột này thực lực cũng không tính là mạnh, chỉ là thông thiên cảnh đỉnh phong, không khó đối phó nhưng con số đã lên tới vài chục nghìn. Hơn nữa sau khi rớt chớt chúng, những con cổ ma chuột này giống như không thể rớt được, dường như sẽ tổ chức lại và sống lại, kỳ quái đến mức đáng sợ. Trần Mộc đánh một quyền, làm nổ tung mấy trăm con cổ ma chuột trước mặt, sau đó hắn đảo mắt nhìn bốn phía, hắn biết nếu tiếp tục như vậy, hắn sẽ không thể rớt hết chúng. Các ngươi cản chúng lại, Trần Mộc hét lớn, sau đó, hắn nhảy lên không trung, đôi mắt đen đột nhiên từ từ nhắm lại, ngay cả sự phòng ngự toàn thân cũng bị loại bỏ những con cổ ma chuột phủ kín mặt đất sẽ không từ bỏ cơ hội tấn công vì trần mộc đã bỏ cuộc chỉ thấy từng vệt bóng đen bắn ra từng con cổ ma chuột nhe răng lao về phía trần mộc soạt nhưng vào lúc này một đạo ánh kiếm như sấm sét phát ra trực tiếp xuyên thủng mấy chục con cổ ma chuột chỉ thấy thân hình mảnh rẻ của phương thanh điệp nhanh chóng sông lên trời giận dữ hét lên ngươi làm gì vậy ngươi muốn chết à tuy nhiên đối mặt với tiếng hét giận dữ của phương thanh điệp trần mộc không hề phản ứng lại tâm trí trần mộc từ từ bình tĩnh lại hai tay vẽ ra một ấn cổ. Tiếp đó, chỉ thấy hắn đột nhiên mở mắt ra, hai dòng máu từ hốc mắt chảy ra, một con thủy kính yêu với vô số gương thủy tinh xuất hiện sau lưng hắn. Còn đôi mắt đen đó lúc này dần dần biến thành màu xanh thẳm như biển cả, hai ngọn hỏa diệm kỳ lạ cháy trong mắt, kính hỏa yêu nhãn, vào lúc này đã hoàn toàn được giải phóng, uỳnh, bất cứ nơi nào mắt Trần Mộc nhìn vào, liền có hỏa diệm màu xanh cháy rực. Trong chốc lát, hỏa diệm này quét qua bán kính 10 dặm, chít chít những con cổ ma chuột đó phát ra tiếng kêu bi thương thống khổ hỏa diệm màu xanh giống như yêu hỏa bất diệt của trời đất dưới ánh mắt của trần mộc những con cổ ma chuột này không thể trốn thoát hơn nữa việc tổ chức lại và hồi sinh của chất lỏng màu đen cũng không có tác dụng gì nữa bởi vì hỏa diệm màu xanh sẽ dính vào chất lỏng màu đen như giỏi từ đầu đến cuối cho dù những con cổ ma chuột này có sống lại bao nhiêu lần đi chăng nữa chúng cũng sẽ bị thiêu chất liên tục đây là hỏa diệm gì vậy nhìn vào sức mạnh của gương lửa trước mặt Phương Thanh Điệp và Vạn Lam đều sững sờ, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi mãnh liệt. Loại hỏa diệm màu xanh này giống như một con giòi, khiến ngay cả những kẻ mạnh mẽ như bọn họ cũng cảm thấy sợ hãi. Họ không bao giờ nghĩ rằng Trần Mộc lại ẩn giấu một sức mạnh khủng khiếp như vậy. Tên này chưa bao giờ sử dụng hỏa diệm này trong các cuộc thi của Linh Tiêu Tông. Vạn Lam nhìn hỏa diệm màu xanh tràn ngập ngọn núi, trong lòng dần dần cảm thấy chấn động, chỉ thấy ngọn lửa quét ngang, tạo thành một biển lửa lớn, bao quanh tất cả lũ cổ ma chuột ngọn lửa nhiệt độ cao không thể dập tắt dường như đang áp chế những con cổ ma chuột này ngay cả chất lỏng màu đen ẩn trốn dưới những vết hằn màu nâu đỏ cũng bị đốt cháy trên bầu trời bóng dáng trần mộc từ từ hạ xuống dòng máu từ trong mắt rừng chảy mà trần mộc giống như cũng không có bị bao nhiêu phản phệ với thực lực hiện tại của hắn việc sử dụng lại kính hỏa ma nhãn đã vượt xa những gì hắn có thể làm trước đây chít chít sau khi thống khổ kêu lên một tiếng đám cổ ma chuột trước mặt lập tức điên cuồng bỏ chạy thân thể lại hóa thành chất lỏng màu đen đặc chui vào khe hở của vết kiếm xung quanh rồi biến mất. Phương Thanh Điệp và Vạn Lam đều thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hai người phụ nữ nhìn Trần Mộc với ánh mắt kinh sợ, "Thật không ngờ, ngươi lại vẫn giấu chiêu này, giấu kỹ thật đấy." Vạn Lam cười nói. Trần Mộc cười nhạt, phớt lờ lời nói đùa của nàng. Phương Thanh Điệp ở bên cạnh vội vàng nói, "Nhân lúc này mau ra khỏi đây trước đã, biết đâu lũ cổ ma chuột này sẽ quay lại, nếu vậy sẽ rất phiền toái." "Đúng, đi trước đã." Vạn Lam gật đầu, cũng nói như vậy. Chờ một chút, hai người phụ nữ vừa muốn rời đi, Trần Mộc liền giơ tay ngăn cản. Hắn bước vài bước, nhìn xung quanh, cau mày, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó và giải thích, bình thường, nơi nào có yêu thú mạnh, ở đó sẽ có một loại bảo bối thần bí nào đó. Những cổ ma chuột này không thể nào vô cớ tụ tập ở đây, nơi này nhất định có thứ gì đó tốt. Ngay sau đó, hắn nhận thấy điều gì đó kỳ lạ và đấm vào một vết kiếm khô cằn. Dưới lòng đất nâu đỏ lại có một hang động tối tăm mà trong hang có ba bóng dáng cổ xưa đang ngồi khoanh chân lặng lẽ. Đây là cái gì? Phương Thanh Điệp và Vạn Lam nhanh chóng đi tới, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ba nhân vật cổ xưa này đã chết từ lâu, sau nhiều năm mưa gió, tất cả những gì còn lại chỉ là cái xác khô. Tuy nhiên, trong đan điền của những xác chết này vẫn còn một vệt ánh sáng chiếu rọi. Đây là bất diệt kim nan. Làm sao có thể? Nhìn khắp Nam Châu giới, cường giả vạn pháp đỉnh cũng không ít, khoảng chừng hai mươi mấy người nhưng cảnh giới bất diệt thì tới nay Số người được biết tới chỉ có một mình tông chủ Thất Huyền Tông Bạch Đỉnh Thiên, từ đó có thể biết là cảnh giới bất diệt khó đột phá cỡ nào, mà đột phá bất diệt có một điểm đặc trưng là trong linh hải của người đó sẽ ngưng tụ ra một viên kim đan bất diệt, kim đan bất diệt chứa đựng vật chất bất diệt, có một loại năng lượng làm chi bị đứt mọc ra, có thể gặp chứ không thể cầu, nếu có cơ hội thì còn thể thông qua vật chất bất diệt kia để đạt tới ngưỡng không tưởng. Tóm lại, thứ này mà lộ ra ngoài thì sẽ có vô số cường giả tranh nhau mua ngay cả hoàng đế bảy nước lớn cùng với tông chủ ba tông lớn cũng sẽ động lòng mà trước mắt lại xuất hiện tận ba viên kim đan bất diệt hiện tại hai người phương thanh điệp và vạn lam bắt đầu thở gấp trong mắt lộ ra tia nóng bỏng và tham lam cực độ khó trách nơi này lại thu hút loại yêu thú khủng bố như chuột cổ ma hóa ra kim đan bất diệt này đã thu hút chúng trần mộc cười mỉa cũng hiểu ra thực lực chuột cổ ma không cao nhưng cái khó là nó lì đòn dù là cường giả cảnh giới vạn pháp không có thủ đoạn đặc biệt thì cũng sẽ bị chúng nó nhây tới chết ở đây mà nguy cơ càng lớn cơ hội càng nhiều lời này không phải không có đạo lý ai mà ngờ được ở đây còn có ba cường giả cảnh giới bất diệt tọa hóa trước lấy rồi tính tiếp phương thanh điệp nói trước kim đan bất diệt này mà không lấy sớm một khi bị ai khác phát hiện thì phiền phức lắm lúc này phương thanh điệp cử động muốn nhảy vào trong động phủ tối tăm bên dưới nhưng đúng lúc này ba tia sáng sắc bén phóng tới từ bầu trời xa xăm chỉ giây lát đã đâm mạnh về phía đầu phương thanh điệp phương thanh điệp kịp phản ứng tay áo vung lên linh lực bùng nổ đánh rơi ba tia sáng sắc bén kia ai phương thanh điệp quát lạnh mắt đẹp sắc sảo sát khí lạnh thấu xương lột bộp, ánh sáng lại lóe ba bóng người trẻ tuổi dùng tốc độ như điện lao về phía này dẫn đầu là một thanh niên trẻ tóc đen bóng lưỡng da thịt như sứ khí chất như vị hoàng đế trẻ chuẩn bị đăng cơ hắn ta nhấc mắt con ngươi đen như bảo thạch chứa đựng ý cười tiến về phía ba người phương thanh điệp ba vị từ khi tách ra tới giờ không có vấn đề gì chứ hoàng tử liêu quốc nhìn thấy ba người phương thanh điệp biến sắc tiếp theo ánh sáng lạnh lấp lóe trong mắt dâng lên sự tức giận mấy người trần mộc không xa lạ gì ba tên này trước đó hai bên từng chạm mặt ở đại thiên các không thể ngờ đường đường là hoàng tử mà giờ lại dùng thủ đoạn đánh lén hèn hạ này vạn lam quát lạnh ánh mắt sắc bén thanh niên dẫn đầu lắc đầu cười đừng nói mấy câu vô dụng như thế kim đan bất diệt quan trọng cỡ nào các ngươi biết rõ hơn ta đừng nói là các ngươi dù là đệ tử thất huyền tông chúng ta cũng muốn cướp Nghe vậy, Vạn Lam cắn răng, mặt lạnh tanh, vô liêm sỉ. Bên phía Lưu Quốc một thiếu nữ xinh đẹp quyến rũ mặc váy đỏ cười lạnh, nhóc con, còn chưa trưởng thành à? Trong thế giới võ giả, thế này mà coi là vô liêm sỉ sao? Có việc vô liêm sỉ hơn mà ngươi chưa thấy nữa kìa. Thanh niên đi đầu giơ tay, hoàng muội, không cần nói nhiều với họ. Ánh mắt thanh niên lạnh như băng, nhìn chằm chằm Phương Thanh Điệp, "Phương Thanh Điệp, ta biết thực lực các ngươi đều rất mạnh nhưng lần này, các ngươi phải giao ra hai viên kim đan bất diệt, viên còn lại ta bố thí cho các người. Nghe thế, Phương Thanh Điệp nở nụ cười, mặt vẫn lạnh băng, thậm chí nàng ta còn chẳng muốn làm nhảm với đám tự cao này, kiếm quang lóe lên, tia sáng lạnh thấu xương gần như khiến không khí đông lại. Nhưng lúc này, không cho Phương Thanh Điệp cơ hội ra chiêu, Trần Mộc đã cười nói, được, chúng ta chỉ cần một viên, còn hai viên kim đan bất diệt thì tặng cho các người đó. Phương Thanh Điệp cứng đờ, ba kẻ đối diện cũng có chút kinh ngạc, vốn đã sẵn sàng chiến đấu nhưng ai ngờ Trần Mộc lại dễ dàng đồng ý như vậy ha ha trần huynh quả nhiên hiểu rõ nguyên tắc mà đại hoàng tử liêu quốc cười ha ha trong mắt lộ vẻ đắc ý đôi mắt đẹp của phương thanh điệp và vạn lam nhìn sang trần mộc miệng há hốc vừa định quát lớn thì thấy trần mộc cong môi hai người lập tức ngừng miệng mấy hôm nay khi đã tiếp xúc với trần mộc thì cũng hiểu đại khái tính cách của đối phương tên này nhóc rất cứng đầu nào phải là kẻ nhân từ hiền lành gì phương thanh điệp và vạn lam không nói gì lấy đan bên phía dương tùng thiếu nữ quyến rũ kia không chút trần chờ trong mắt hiện lên tia tham lam cơ thể chuyển động lao về phía động phủ tay vươn ra hướng về phía kim đan bất diệt của ba cái xác khô mà khi nàng ta ra tay trần mộc liếc mắt dùng âm thanh cực nhỏ truyền âm cho phương thanh điệp và vạn lam lát nữa cẩn thận một chút nghe thấy lời trần mộc phương thanh điệp và vạn lam run người nhưng tình huống đặc biệt họ không tiện hỏi thăm trần mộc nên âm thầm vận hành linh lực ngưng tụ một tầng ánh sáng như ẩn như hiện bên ngoài bùm mà khi tay ngọc của thiếu nữ sắp đụng vào ba cái xác khô kia thì chúng bỗng mở bừng mắt, con mắt đỏ chót, không có một chút cảm xúc, chỉ có khí sát lục đang cuồn cuộn dâng lên. Khí sát lục này dù giống như không phải của người, cũng chẳng phải ma, nó tuôn như lũ xối, chỉ trong tích tắc đã đánh vỡ phòng ngự của thiếu nữ Liêu Quốc, trước mắt mọi người như xuất hiện một biển mấu trên chiến trường địa ngục. A, à, tiếng hét hoảng sợ chói tai lập tức vang lên. Hoàng muội, bên trên động phủ, Dương Tùng biến xác định lao tới, nhưng lúc này động phủ bỗng rung lắc khí sát lục kia tuôn ra kèm theo kiếm quang cuồng bạo kiếm quang lấy khí sát lục làm trung tâm nên nó như đã lĩnh ngộ ý chí rớt chóc thật sự thiếu nữ lưu quốc còn không có cơ hội tránh né là người đã bị kiếm quang chớm thành từng mảnh mấu tươi bắn như mưa hiện trường hỗn loạn ba người trần mộc cách động phủ gần nhất may mà trước đó đã đề phòng nên phóng thích linh lực từ đó mới chịu đựng được khí sát lục kia kiếm quang cuồng bạo kia quá mạnh mẽ nó như lưỡi hái tử thần không ngừng gieo hạt đỏ xuống đất cắt ra vô số vực sâu, còn ba người Trần Mộc thì bị hất ra trăm mét. Có chuyện gì thế, chẳng lẽ ba vị tiền bối bất diệt này chưa chết? Trong lòng Vạn Lam hoảng sợ, nếu thật sự là thế thì quá kinh khủng, nên biết mộ kiếm đại hoang đã tồn tại mấy nghìn năm, cho dù là cường giả bất diệt thì cũng đã chết mới đúng. Không đúng, đây là kiếm quang do vị đại hoang kiếm tôn kia lưu lại." Trần Mộc trầm giọng nói. Nghe vậy, Phương Thanh Điệp và Vạn Lam đều giật mình, tin tức này còn đáng sợ hơn suy đoán của Vạn Lam. Qua mấy nghìn năm rồi mà kiếm quang do vị kiếm tôn kia lưu vẫn còn. Ánh mắt Trần Mộc cũng lộ ra tia kinh ngạc. Theo hắn đoán, không gian mộ kiếm này đã xuất hiện vào 3.000 năm trước. Nếu không nhầm thì ba cái xác khô này đều là người sống khi ấy, chắc là đã chết dưới kiếm của đại hoang kiếm tôn. Mà đại hoang kiếm tôn kia đã lĩnh ngộ kiếm ý sát lục, rất mạnh mẽ nên mới còn tới bây giờ. Hoàng muội thấy thiếu nữ bị chớm thành từng mảnh dưới kiếm quang, Dương Tùng tức giận gầm lên. Tiếp theo hắn ta dùng ánh mắt sát khí lạnh lùng nhìn sang Trần Mộc, là ngươi là tên súc sinh này hại chết hoàng muội của bổn vương ngươi biết rõ có nguy hiểm mà vẫn cố ý dụ chúng ta tiến lên dương tùng phẫn nộ gầm lên trần mộc cười rõ ràng là do các ngươi tham lam trách được ai hả muốn thì trách chính các ngươi ngu Ám, ngu xuẩn bổn vương muốn rớt ngươi a à, dương tùng hét lên trong giọng nói ẩn chứa cơn hận thấu trời và sát khí tiếp theo hắn ta phóng nhanh ra linh lực bùng nổ tu vi vạn pháp tầng 4 hoàn toàn được thể hiện ra người nhắm ngay trần mộc mà đánh Trần Mộc cong môi, không hề tránh né, bùm, một trưởng của Dương Tùng đánh về phía đầu Trần Mộc, hắn không né không tránh, lấy cứng trọi cứng, ầm, tiếng nổ vang xuất hiện, linh lực cuồng bạo đánh xuống đầu Trần Mộc, nhưng xung quanh Trần Mộc lại có một hào quang chuyển động, trong hào quang màu vàng có tinh tú đang nhấp nháy, mỗi điểm đều đối xứng như biến thành một khối long cốt, hiện tại đã hơn một tháng, long cốt của Trần Mộc đã tiến vào ngưỡng đại thành, dù là trực tiếp chịu một chiêu dùng hết toàn lực của cường giả vạn pháp tầng thứ tư thì không thành vấn đề điều này sao có thể dương tùng tỏ ra khiếp sợ một chiêu toàn lực của hắn ta dù là cảnh giới vạn pháp cung cấp cũng không thể lơ là sao có thể không phá được phòng ngự của một thằng nhóc thần tàng tầng năm chứ sau lưng nhị hoàng tử liêu quốc thấy thế thì sắc mặt thay đổi trong mắt lóe lên tia hung ác cơ thể cử động cũng đánh từ trên xuống chớt đi cho ta hư phương thanh điệp rút kiếm ra khỏi vỏ mắt đẹp lạnh lùng kiếm phong lạnh thấu xương nàng ta xông tới chặn trước mặt hắn ta kiếm quang lạnh tanh mang theo linh lực cuồng bạo mạnh mẽ đánh ra không gian gợn từng đợt sóng kiếm kiếm khí sắc bén đáng sợ cút ngay cho ta nhìn thấy phương thanh điệp ngăn cản mình nhị hoàng tử tức giận linh lực bộc phát trực tiếp va chạm bên kia sắc mặt dương tùng dự tợn cơ thể dịch chuyển hai ngón cong lại một chất lỏng màu tím ngưng tụ ở đầu ngón tay đâm mạnh xuống đỉnh đầu của trần mộc xeo không khí bị xé rách chất lỏng tím tiếp xúc với không khí nó ăn mòn không khí làm hiện lên từng đợt khói tím độc trong mắt trần mộc hiện lên tia kinh ngạc chất lỏng tím này có tác dụng ăn mòn dù là cường giả mạnh mẽ cỡ nào thì chỉ sợ cũng sẽ bị phá hủy phòng ngự trong nháy mắt nhưng mà trần mộc lại tránh không né cơ thể chuyển động đánh ra một quyền trực tiếp chạm vào hai ngón tay có độc kia bùm kim quang bùng nổ tiếng nổ to lớn vang lên chất lỏng tím của dương tùng bị kim quang kia xuyên thấu hiện tại nó đã nhuộm tím nắm đấm của trần mộc ha ha ngươi đã độc bách chu của ta chờ chớt đi tên tạp chủng Dương Tùng cười to. Nghe vậy, Trần Mộc cười nói, có chớt thì cũng là ngươi chớt trước. Nắm đấm Trần Mộc biến ảo, hóa thành vuốt rồng sắc bén, túm lấy cánh tay Dương Tùng, dùng sức vùng lên. Tới đây cho ta. Trong lòng Dương Tùng sợ hãi, chỉ trong nháy mắt, hắn ta không kịp làm ra hành động ngăn cản, người đã bị kéo đi. Mà thứ đón đỡ hắn ta lại chính là nắm đấm không thể đỡ của Trần Mộc. Trần Mộc không để bụng những chất lỏng tím đang dính trên cánh tay Trần Mộc, hắn vận hành cửu long diệt thần quyết, linh lực từ trong linh hải bùng nổ hắc long tê thiên thủ phá một tiếng gầm nhẹ vang lên cánh tay trần mộc bị long lân bao trùm long cốt và long lân chồng lên nhau long uy bá đạo phóng thích phụt dương tùng phun búng mấu ngay tại chỗ cơ thể bắn ngược ngã xuống vùng đất đỏ xa xa tạo thành một hố sâu trong hố trên mặt dương tùng không có bất cứ biểu cảm cầu xin nào ngược lại còn cười như điên ha 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 ngươi chết chắc rồi chúng độc bách chu của ta trong 10 giây ngươi sẽ chết hắn ta ngẩng đầu dùng ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm Trần Mộc như đang háo hức nhìn cảnh Trần Mộc bị độc hành hạ tới mức sống không bằng chết. Nhưng Trần Mộc hoàn toàn không sao, sau khi chất độc không ngừng xâm nhập qua cánh tay, tay Trần Mộc đều biến thành màu tím đen nhưng hắn toàn toàn không có vẻ gì là đau đớn. Ngươi, ngươi, Dương Tùng trợn trừng mắt, không dám tin Trần Mộc. Đây là độc bách chu của hắn ta, là kịch độc hắn ta che giấu nhiều năm. Một tên thần tàng tầng năm sao có thể bình yên không có việc gì. Độc, Trần Mộc nở nụ cười trêu ngươi, quên nói cho ngươi biết là độc không có tác dụng gì với ta đâu. Bùng, cơ thể Trần Mộc run lên, một ngọn lửa mang màu sắc tối tăm bùng lên. Loại lửa linh hồn này tựa như là thứ để khắc chế kịch độc, nó bốc lên rồi nhanh chóng bao trùm cả cánh tay Trần Mộc, chẳng lâu sau, độc tố đã bị ép ra từ hai ngón tay Trần Mộc. Điều này sao có thể xảy ra? Dương Tùng trợn mắt há mồm nhìn Trần Mộc ép độc ra khỏi cơ thể. Hồn hỏa là âm hỏa, có tác dụng áp chế kịch độc. Đây cũng là lý do mà sau khi Trần Mộc thấy độc Bách Chu thì lại chẳng cảm thấy lo sợ. Nếu đây là con át chủ bài cuối cùng của ngươi, vậy ngươi phải chết. Trần Mộc từ từ ngẩng đầu, trên gương mặt điển trai là sát khí dữ tợn. Bốp, Trần Mộc xông ra như mũi tên, lao thẳng tới chỗ Dương Tùng như chớp giật. Hai ngón tay hóa thành hai thanh kiếm, đánh nát hư không, bắn ra một cái. Ta là đại hoàng tử Liêu Quốc, ngươi, ngươi không thể giết ta, ngươi không thể giết ta. Dương Tùng tỏ ra sợ hãi, người run rẩy, trong giọng nói mang theo sự khẩn cầu bùm đáp lại hắn ta là một tia kiếm quang sạch ngang cổ một cái đầu bay ra ngoài máu tươi phun như suối trần mộc chớt ngay tại chỗ cách đó không xa phương thanh điệp cũng đã giải quyết xong kiếm quang rực rỡ như ánh sao ban đêm lóe lên một cái đầu bị cắt đứt nhị hoàng tử cũng tiêu đời ba vị hoàng chữ của liêu quốc đều chớt trong mộ kiếm đại hoang không ai sống sót xử lý nhanh vậy à vạn lam thấy thế thì vui mừng nói phương thanh điệp thu kiếm lại trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ rừng rưng, nàng thờ ơ quay lại nhìn Trần Mộc. Sau khi phát hiện ra trận chiến bên phía Trần Mộc cũng đã kết thúc, đôi mắt nàng hơi dao động và nàng rõ ràng là có chút ngạc nhiên. Xét cho cùng, nàng có thể giải quyết trận chiến một cách nhanh chóng bởi vì nàng đã ở vạn pháp cảnh cấp 4, còn Trần Mộc chỉ mới ở thần tàng cảnh cấp 5. Đáng tiếc, Hoàng đế Lưu Quốc không tham gia vào cuộc cá cược thành trì này, nếu không, Linh Tiêu Tông của chúng ta hiện tại đã có thể trực tiếp giành được 60 thành trì rồi. Vạn Lam nhìn ba thi thể trước mặt và nói một cách tiếc nuối. Trần Mộc lắc đầu nói, ba người này mặc dù đã đạt đến vạn pháp cảnh cấp 4, nhưng linh lực nóng này. Cảnh giới không ổn định, rõ ràng là bị một ngoại lực nào đó cưỡng ép thăng cấp, đúng là một sự xấu hổ. Hoàng đế Liêu Quốc chắc chắn biết chuyện này, cho nên mới không ngu ngốc như thế, dám lấy ra 60 thành trì làm trò vui. Phương Thanh Điệp gật đầu, nhị hoàng tử Liêu Quốc vừa đánh nhau với nàng, tuy cùng cảnh giới với nàng, nhưng sức mạnh lại không ra làm sao. Mộc ca, bất diệt kim đan đó thì làm thế nào chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy mà bỏ cuộc sao vạn la nhìn ba cỗ thi thể khô héo ngồi khoanh chân trong hang động dưới lòng đất cau mày hỏi gương mặt của phương thanh điệp cũng trở nên nghiêm nghị bất diệt kim đan đây là thứ tốt tuy nhiên trong ba thi thể này cho đến nay vẫn ẩn chứa kiếm ý đầy sắc khí của tiền bối kiếm tôn không dễ gì lấy được nhưng nếu từ bỏ thì thật sự quá đáng tiếc thật là bối rối để ta thử xem trần mộc nói sau đó không cho hai người phụ nữ thời gian suy nghĩ Trần Mộc liền nhảy xuống hang động. Trần Mộc, cẩn thận, Vạn Lam lo lắng nói. Tay Phương Thanh Điệp đặt trên chuôi kiếm, ánh mắt rực sáng, hiển nhiên là đã sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Mà ngay sau khi Trần Mộc nhảy xuống động, ánh mắt rơi vào trên ba cỗ thi thể khô héo, hắn nắm chặt lấy thanh thái cổ ma kiếm trong tay. Khí tức uy nghiêm mà hung hãn từ trong ma kiếm phóng ra, mơ hồ có một làn sóng khiến người ta cảm thấy hồi hộp lan ra. Trần Mộc hít một hơi thật sâu, dùng kiếm đâm xuống đất, đùng, khoảnh khắc ánh kiếm đâm vào, ở khu vực này một kết giới giống như lãnh vực ngay lập tức mở rộng ra trong lãnh vực tựa hồ là không gian riêng hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài ánh kiếm lưu hồn vô tận ẩn giấu giữa trời đất đây là kiếm vực của trần mộc sao cảm nhận được kiếm vực bao quanh mình đôi mắt đẹp của phương thanh điệp cũng lộ ra vẻ nghiêm trọng nàng cũng là người học kiếm vì vậy nàng hiểu rõ hơn ai hết kiếm vực khó lãnh ngộ như thế nào có thể nói trong một vạn kiếm đạo tông sư chưa chắc đã xuất hiện một kiếm hoàng uỳnh sau khi kiếm vực mở ra Trần Mộc giơ thanh ma kiếm lên và vung nó xuống ba xác chết khô héo. Binh, binh, binh. Ánh kiếm xuyên thấu bầu trời, ba cỗ thi thể trước mặt nổ tung tại chỗ, kiếm ý chớp chóc còn sót lại trong thi thể cũng lập tức dâng trào. Xoạt xoạt, kiếm ý chớp chóc này đã ngưng tụ thành ánh sáng đỏ đậm thực sự, hung hãn bắn về phía Trần Mộc. Cho dù là ánh kiếm đã trải qua khoảng 3000 năm, uy lực vẫn cực kỳ đáng sợ, khi nó bộc phát, ngay cả kiếm vực mà Trần Mộc mở ra cũng bị xé toạc, phát ra một tiếng nứt dữ dội. Trần Mộc đã chuẩn bị từ lâu, nâng kiếm lên, toàn bộ ánh kiếm trong kiếm vực tụ lại, ngưng tụ ở đầu kiếm, sau đó, bóng kiếm mãnh liệt bay ra ngoài, đâm mạnh vào ánh kiếm của xác chết khô héo đó, uỳnh, một tiếng động chói tai vang lên, ánh sáng chói lóa lóe lên, vô cùng chói mắt, mà kiếm ý chớp chóc này tựa hồ có thể ảnh hưởng đến tâm trí của người khác, chỉ trong nháy mắt, Trần Mộc vừa va chạm với nó lập tức có thể cảm nhận được khí tức xông vào đầu, hướng thẳng về phía Thiên Linh cái và Linh Đài, rớt, rớt rớt tất cả bọn chúng. Lúc đó, đôi mắt đen của Trần Mộc lập tức hiện lên vô số tia mấu đỏ rực, thoạt nhìn giống như hóa thành một con hung thú, cực kỳ đáng sợ. Trần Mộc nhìn thấy cảnh tượng này, Phương Thanh Điệp hét lên, dưới sự bao trùm của linh lực đó, hình thành một đạo sóng âm chấn động, như thể muốn dùng đạo sóng âm này để đánh thức Trần Mộc. Chỉ là loại sóng âm này không có tác dụng gì với kiếm ý chớp chốc đó. Không lâu sau, hơi thở của Trần Mộc trở nên nặng nề hơn, linh lực lan tỏa khắp cơ thể thậm chí còn chuyển sang màu đỏ sậm, như thể bị truyền huyết ma muốn ảnh hưởng đến tâm trí của ta cút cho ta trong lòng trần mộc hét lớn hắn tu luyện tâm cảnh nhiều năm đến bây giờ đã kiểm soát tuyệt đối linh đài của mình chỉ một kiếm ý chớt chóc cũng muốn xâm chiếm không chút kiềm chế trần mộc kiên trì ý định ban đầu hơi động tâm dựa vào ý chí tuyệt đối để áp chế sát ý trong đầu hoang vô thần nhiều năm như vậy rồi mà ngươi vẫn không thay đổi vẫn là một mình tới đây hôm nay chỉ dựa vào một mình ngươi tuyệt đối không thể ngăn cản được chúng ta cửu khiếu thi ma tộc các ngươi cũng không có gì thay đổi dã tâm của cửu khiếu thi đế vẫn chưa chớt muốn khôi phục nhưng vô dụng bây giờ đã không còn là thời đại của các ngươi mấy trăm nghìn năm trước nữa rồi ngay khi kiếm ý rớt chóc này sắp thoát ra khỏi linh đài của trần mộc trong đầu trần mộc vang lên một vài giọng nói cổ xưa kỳ lạ trần mộc sửng sốt đây là mảnh ký ức còn sót lại của năm đó sao hoang vô thần đây là chỉ đại hoang kiếm tôn sao trong lúc trần mộc đang suy nghĩ những thanh âm cổ xưa đó lại vang lên nhiều thánh hiền thượng cổ như vậy đều không ngăn cản được cửu khiếu thi đế của chúng ta chỉ dựa vào đám người còn chưa đạt đến thánh hiền như các ngươi cũng muốn ngăn cản đại nghiệp của tộc chúng ta đúng là buồn cười việc mà thánh hiền thượng cổ không làm được không có nghĩa là chúng ta không làm được sẽ có một ngày chỉ cần nhân tộc chúng ta cùng nhau hợp lực nhất định có thể san bằng tổ địa của cửu khiếu thi ma tộc hừ cho dù có ngày đó ngươi cũng không thể nhìn thấy được nữa rớt rớt hết bọn chúng những lời cuối cùng chứa đựng sát ý biến mất trong đầu trần mộc còn kiếm ý rớt chốc đã hoàn toàn bị đẩy ra khỏi cơ thể trần mộc sững sờ tại chỗ cửu khiếu thi đế là vua của cửu khiếu cấm khu một trong 10 khu vực cấm sinh mệnh trong thần vực tuy nhiên đại lục thiên vũ chẳng qua chỉ là một bình diện thấp hơn nơi đây làm sao lại có cửu khiếu thi ma chứ trần mộc khi mà trần mộc đang sửng sốt phía trên đột nhiên vang lên một tiếng hét lớn trần mộc mới không nghĩ nữa lực hút trong tay đột nhiên dâng trào trực tiếp lấy ba viên bất diệt kim đan sau đó nhảy ra khỏi động vừa rồi sao ngươi lại ngây ra như vậy phương thanh điệp hơi nhướng mày có chút kinh ngạc nhìn trần mộc hỏi biểu hiện của trần mộc khiến nàng cảm thấy có chút kỳ lạ bởi vì nàng vừa nhìn thấy sát ý trong mắt trần mộc đã rút đi nhưng hắn vẫn đứng bất động tại chỗ không có gì trần mộc bình tĩnh nói không giải thích nhiều hắn lấy ra ba viên bất diệt kim đan nói ba viên bất diệt kim đan mỗi người một viên chia trước đi cái này phương thanh điệp và vạn lam giật mình bốn mắt nhìn nhau Nhìn ba viên năng lượng đan phát ra ánh sáng vàng rực rỡ ở trong lòng bàn tay của Trần Mộc, khuôn mặt xinh đẹp của họ hơi đỏ lên. "Cái này, thật ngại quá, dù sao chúng tôi cũng không bỏ ra sức lực gì." Vạn Lam ngượng ngùng nói. Nàng hoàn toàn không ngờ rằng Trần Mộc lại chia chiến lợi phẩm cho bọn họ, dù sao chiến lợi phẩm này gần như là do một mình Trần Mộc giành được. Trần Mộc nhìn dáng vẻ ngại ngùng xoắn xuýt của hai cô gái, cũng bất lực cười. "Muốn hay không? Nếu không muốn thì ta cất đi đấy, cơ hội chỉ có một lần thôi." "Muốn, muốn, muốn!" vạn lam nghe vậy cũng không để ý gì tới thể diện nhanh chóng lấy một viên từ tay trần mộc đặt vào lòng bàn tay coi như bảo bối trên mặt lộ ra vẻ kích động và vui mừng có viên bất diệt kim đan này nói không chừng cha nàng thậm chí có thể nhờ viên bất diệt kim đan này mà lĩnh ngộ được năng lượng vật chất bất diệt thực sự đột phá được bất diệt cảnh nàng không ngờ rằng vừa bước vào đại hoang kiếm mộ lại có được thu hoạch lớn như vậy chuyến đi này hoàn toàn xứng đáng còn gương mặt phương thanh điệp cũng hơi ửng đỏ nàng cũng nhận lấy một viên từ trong tay trần mộc rồi quay đi dường như có chút ngại ngùng nhìn thấy bộ dạng như vậy của hai cô gái trần mộc cũng cảm thấy có chút buồn cười nhưng nghĩ đến thể diện của họ nên hắn cũng không để lộ ra đi thôi đến chỗ kiếm mộ kia xem xem trần mộc nói đây chỉ là bên ngoài kiếm mộ không phải khu vực kiếm mộ thật sự huống hồ hắn cũng muốn tìm hiểu một việc liên quan đến những mảnh vỡ chưa hoàn chỉnh trong đầu hắn vừa rồi cửu khiếu thi yêu tộc và cửu khiếu thi đế thân thể trần mộc vừa chuyển động liên hóa thành một đạo quang ảnh dẫn đầu lao về phía chân trời đi thôi hai cô gái nhanh chóng cất giấu bất diệt kim đan đi theo trần mộc không gian độc lập này vô cùng rộng lớn trần mộc bay được một lúc trước mắt vẫn là vùng đất nâu đỏ vô tận chỉ là sắc khí trong cơn gió hung hãn thổi tới càng mạnh hơn kiếm ý thật mạnh mẽ trần mộc không khỏi khen ngợi cho dù đã ba ngàn năm trôi qua kiếm ý chớt chóc trong kiếm mộ này vẫn mạnh mẽ như vậy tuy nhiên không đợi đám người trần mộc đi vào bao lâu Thân hình của Trần Mộc đột nhiên dừng lại, sao vậy? Phương Thanh Điệp cau mày, khó hiểu nhìn Trần Mộc. Trần Mộc không trả lời mà nhìn xung quanh, chỉ thấy không gian trước mặt chợt gợn sóng nhẹ, giống như một viên đá rơi xuống hồ, tạo thành ngàn đợt sóng. Linh khí trời đất xung quanh cũng đang tụ tập về phía vị trí này, như thể đang bị một ma thuật cổ xưa nào đó kéo lại. Những đám mây đen phía trên bầu trời ầm ầm vang lên âm thanh giận dữ của một con rồng cổ xưa. Đây là, Phương Thanh Điệp cũng lập tức chú ý tới sự khác thường xung quanh, khuôn mặt thay đổi lớn khi không gian bị bóp méo ngay cả những ngọn núi xung quanh cũng trở nên mờ ảo hư hư thực thực khiến người ta không phân biệt rõ linh trận thuật sao cảm giác được xung quanh mình có sự biến động kỳ quái trần mộc nhau mắt lại xem ra có người không muốn chúng ta rời khỏi nơi này dễ dàng như vậy nghe vậy gương mặt phương thanh điệp và vạn lam lập tức trở nên nghiêm trọng giao tiếp linh khí trời đất thuật pháp đóng băng không gian hiển nhiên là một linh trận thuật rất lớn mạnh nào đó soạt 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 lúc này từ trên trời cao đột nhiên có một cột sáng sắc bén bắn ra từ một lăng kính tám mặt bao vây tứ phía nhanh chóng nhốt ba người trần mộc vào trong đó nhìn vào linh trận quen thuộc này trần mộc đại khái đã biết vị khách này là ai lập tức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời phía xa chỉ thấy phía sau lăng kính tám cạnh một cô gái dịu dàng trong bộ váy đỏ dần lộ diện cô gái có dáng người tuyệt đẹp khuôn mặt thanh tú khi chất ôn hòa đứng trên bầu trời giống như một phong cảnh độc đáo và xinh đẹp quả nhiên là ngươi trần mộc nhìn thiếu nữ đó lạnh lùng nói người đến không ai khác chính là một trong hai tỷ muội song sinh mà trần mộc gặp ở thành thiên sơn quý huyên trần mộc liếc nhìn bên cạnh quý huyên nhìn qua có thể thấy ba thiên tài hàng đầu của thất huyền tông dường như đã bị tách ra để lại một viên bất diệt kim đan sẽ để các ngươi rời đi quý huyên lạnh lùng nói trần mộc cười lạnh trong mắt hiện lên một tia thích thú ngươi nói lời này không thấy buồn cười sao chỉ dựa vào một mình ngươi ngươi cho rằng có thể đánh lại chúng ta sao quý huyên khẽ cau mày ta biết dựa vào bát lăng ly hỏa trận này không thấy nhốt ba người các ngươi cho nên vừa dứt lời một tay của quý huyên từ trong ống tay áo thò ra bàn tay ngọc trong suốt như băng trắng nõn như không dính một vết bụi bặm ấn thẳng về phía hư không uỳnh lập tức tám mặt hỏa trận vây quanh ba người trần mộc khác lập tức bắt đầu xoay tròn biến hóa không ngừng linh lực vô tận lan tràn trong đó từ trong tám tấm gương cổ này những ngọn đèn lần lượt sáng lên tỏa ra xung quanh ba người trần mộc đếm sơ sơ thấy có gần một ngàn ngọn đèn khi hàng ngàn ngọn đèn cháy lên ngọn lửa đung đưa phản chiếu ra thân thể của những con rồng nến sống động những con rồng nến này quấn quanh bắc đèn nhưng giờ đây chúng dường như đã chìm vào giấc ngủ sâu và chưa tỉnh lại nhưng bất chấp điều này vẫn có một sức mạnh cực kỳ hung bạo không thể che giấu lan tỏa ra từ đó trận trong trận phương thanh điệp nhìn thấy cảnh tượng này trên gương mặt cuối cùng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc đây thực sự là một trận trong trận trong một linh trận lại thiết lập một linh trận khác xong trận hợp lại đây là một thủ đoạn mà một linh trận đại tông sư mạnh mới có thể làm được không ngờ người phụ nữ dịu dàng trước mặt vẫn còn rất trẻ lại có thành tựu cao siêu về linh trận thuật như vậy bây giờ ngươi nghĩ ta có tư cách thương lượng với ngươi rồi chứ đôi mắt đẹp của quý huyên nhìn về phía trần mộc khóe môi chậm rãi nhếch lên một vòng cung tự tin cô ta mỉm cười một bát lăng ly hoa trận còn có một thiên đăng trúc long trận song trận hợp lại với sự hào phóng như vậy e là cường giả vạn pháp cảnh cấp 5 cũng chỉ có cách khuất phục xem ra ngươi đã sớm có kế hoạch đang đợi chúng ta ở đây rồi trong mắt trần mộc bắn ra hai tia sáng cười nhẹ nói trước đây muội muội của cặp song sinh là linh trận tông sư không ngờ người tỷ tỷ này linh trận thiên phú lại mạnh hơn hơn nữa còn ẩn giấu đến tận bây giờ chỉ dựa vào một mình ta thực sự rất khó để giữ ba người các ngươi lại cho nên ta cũng phải dùng chút thủ đoạn để lại một viên bất diệt kim đan sẽ cho các ngươi rời đi nếu không hôm nay chúng ta sẽ một mất một còn quý huyên vung tay lên Linh khí thiên địa chấn động, phóng thích ra khí chất và uy nghiêm mạnh mẽ, một mất một còn. Trần Mộc mỉm cười, trong mắt có chút khinh thường. Tiếp đó, Trần Mộc chậm rãi ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt thanh tú lộ ra một tia sát ý, đạp chân một cái, cơ thể đột nhiên biến mất. Soạt, âm thanh xé gió dữ dội vang lên, khoảng không dường như bị xé toạc, một luồng ánh sáng như sấm sét bắn ra mọi phía. Không biết tốt xấu, gương mặt Quý Huyên lộ ra vẻ lạnh lùng, chỉ tay, một đạo linh quang bắn ra, đâm vào song trận trước mặt. Uỳnh, lập tức, ly hỏa tràn ngập đất trời liền cháy bừng bừng từ trong tấm gương tám mặt, dưới ngọn lửa cuồn cuộn, những bóng ma như mãnh thú hồng hoang cùng lao về phía Trần Mộc. Những mãnh thú hồng hoang này cực kỳ chân thật, không hề ảo tưởng, mỗi con đều mang trong mình một lực sát thương cực lớn. Bát Lăng ly hỏa trận, nhát cắn của viêm ma, bắt đầu, Quý Huyên ấn ngón tay, tám con mãnh thú hồng hoang dung chuyển không gian. Hào quang chói lọi đi theo chúng, bao bọc chúng. Uỳnh, bầu trời trước mặt nổ tung, ly hỏa đốt cháy trong nháy mắt biến nơi này thành biển lửa vô biên thân thể trần mộc trực tiếp chìm vào trong đó trần mộc phương thanh điệp nhìn thấy vậy gương mặt cũng lộ ra vẻ xương giá tiếp đó thân thể mảnh rẻ của nàng cử động mang theo sát khí lao tới ánh kiếm lạnh lẽo phát ra trời đất dường như đều bị lu mờ một tia sáng đột nhiên xuất hiện một hiện tượng kỳ lạ xuất hiện chỉ thấy không gian xung quanh điên cuồng sụp đổ trong hư không một vầng trăng sáng từ từ nhô lên sau lưng phương thanh điệp như thể trồng lên thanh kiếm trong tay nàng trảm nguyệt linh kiếm vỡ ừ, phương thanh điệp vung kiếm ánh sáng chói lóa của vầng trăng sáng xé toạc bầu trời một đạo kiếm chớm dài gần trăm trượng lao ra chớm về phía không gian xung quanh vạn lam cũng không đợi thêm nữa thân thể chuyển động linh lực bùng nổ đấm vào chiếc gương cổ tám mặt xung quanh phong hoàng quyền uỳnh trong nháy mắt một dấu nắm đấm mười trượng được hình thành linh lực màu xanh lam hình thành gió bão bao quanh dấu nắm đấm đập mạnh vào tấm gương cổ tám mặt uỳnh uỳnh nhát kiếm nguyệt hoa và dấu tay màu xanh đồng thời nổ ra âm thanh đinh tai tuy nhiên khiến người ta cảm thấy kỳ lạ là những mặt gương này không hề có dấu hiệu bị vỡ mà ngược lại còn bộc phát ra một luồng sức mạnh mãnh liệt nuốt chửng mọi đòn tấn công của hai cô gái làm sao có thể trên mặt phương thanh điệp lộ ra vẻ kinh ngạc soạt khoảnh khắc tiếp theo cực quang tuyệt đẹp đột nhiên nở rộ từ tấm gương cổ tám mặt lập tức đạo kiếm nguyệt hoa mà phương thanh điệp vừa chớm xuống cũng như của vạn lam vẫn còn nguyên vẹn lao về phía phương thanh điệp cái gì trong mắt phương thanh điệp lộ ra vẻ kinh ngạc trong tia lửa chớp nhoáng nàng không kịp né thân thể mảnh rẻ trực tiếp bị đạo kiếm chảm này đánh bay đi đập mạnh vào tấm gương cổ sau lưng một vệt máu tràn ra từ khóe môi gương mặt tái nhợt phương tỷ tỷ gương mặt xinh đẹp của vạn lam cũng thay đổi tuy nhiên một dấu nắm đấm mười trượng nhanh chóng phóng ra từ chiếc gương cổ tám mặt đánh mạnh vào cơ thể mỏng manh của vạn lam nàng bắn ngược ra sau và đập vào chiếc gương cổ khiến nàng vô cùng xấu hổ xem ra ta vẫn đánh giá các ngươi quá cao thật không ngờ những thiên tài hàng đầu mà linh tiêu tông bồi dưỡng ra chẳng qua cũng chỉ như này quý huyên cười khinh thường cô ta thậm chí còn chưa sử dụng sức mạnh của song trận mà ba người này đã lần lượt bị đánh bại lập tức sát ý hiện lên trong mắt quý huyên ấn pháp thay đổi kích hoạt sức mạnh của song trận xoẹt nhưng vào lúc này một đạo kiếm kinh thiên đột nhiên bắn ra từ phía dưới bát lăng cổ kính trận hướng thẳng về phía lông mày của cô ta đạo ánh kiếm này dường như trong chớp mắt đã đến gần lông mày của quý huyên nhanh và tà nhẫn vào lúc đó cái chớp đã bao trùm thân thể mảnh rẻ của quý huyên đột nhiên vặn vẹo một giây tiếp theo máu phun ra ánh kiếm xuyên qua vai cô ta ngươi quý huyên nhìn người trước mặt với vẻ khó tin chính là phương thanh điệp bị cô ta đánh bại trước đó cô ta rõ ràng vừa nhìn thấy phương thanh điệp nôn ra máu và bị đánh bại làm sao lại có thể đột nhiên xuất hiện trước mặt cô ta đôi khi đừng quá tin vào mắt mình phương thanh điệp cười khinh thường chỉ nhìn thấy bên dưới phương thanh điệp bị thương dần dần hóa thành bọt ánh trăng và tan biến đây chính là kiếm ý của phương thanh điệp thủy nguyệt kính hoa khuôn mặt xinh đẹp của quý huyên lộ ra vẻ tức giận phẫn nộ đánh một quyền mạnh vào ngực phương thanh điệp tuy nhiên phương thanh điệp đã có chuẩn bị trước tay đưa ra một quyền cũng chứa đựng linh lực dâng trào mãnh liệt va và chạm vào nó binh hai tay đấm vào nhau hai người phụ nữ đồng thời bị đẩy lùi và trượt hàng trăm mét trên bầu trời Quý Huyên ôm bả vai của cô ta, nhìn vết kiếm trên đó, gương mặt không chỉ có sự tức giận mà còn có chút cười nhạt. Không hổ là con gái Phương gia ở trung thổ Thần Châu, quả nhiên có bản lĩnh. Đôi mắt đẹp của cô ta nhìn chằm chằm vào Phương Thanh Điệp, khóe miệng cong lên thích thú. Gương mặt Phương Thanh Điệp hơi sửng sốt, sau đó kinh ngạc nhìn Quý Huyên, sao người biết ta? Quý Huyên cười nhẹ, không chút do dự, xé toạc một góc cổ áo trên vai mình, lộ ra dấu vết rất rõ ràng. Dấu ấn này rất kỳ lạ, giống như được khắc thô bạo bằng một đá lửa thật tàn nhẫn và đáng sợ. Phương Thanh Điệp nhìn vết bớt này, đồng tử của nàng đột nhiên giãn ra vì nàng hiểu rất rõ vết bớt này có ý nghĩa gì. Đây gọi là dấu vết người hầu. Ở trung thổ thần châu, luôn có một nhóm người sinh ra để làm vua, thậm chí không cần phải tu luyện gì đã có thể đạt đến đỉnh cao cường giả. Điều này không phải vì tài năng của họ xuất chúng mà vì bên cạnh những người này sẽ nuôi rất nhiều người hầu. Linh lực do những người hầu này tu luyện, cuối cùng đều sẽ bằng một thủ đoạn đặc biệt nào đó mà truyền sang cho những người thiên sinh cao quý đó khiến bọn họ không cần tu luyện gì cũng có thực lực lớn mạnh những người mang dấu ấn này là những người hầu bọn họ đã được in dấu ấn này từ khi còn nhỏ được đặc biệt bồi dưỡng cho các công tử của trung thổ thần châu loại người này không có địa vị gì ở trung thổ thần châu cho dù có tài giỏi thông minh cũng vô dụng bởi vì tất cả những gì họ làm đều chỉ là đồ trang trí của người khác lập tức trong mắt phương thanh điệp hiện lên vẻ phức tạp nàng không ngờ cô gái thông minh tài giỏi trước mặt lại là một người hầu đến từ trung thổ thần châu không cần nhìn ta bằng ánh mắt đó cảm giác được ánh mắt của phương thanh điệp trên mặt quý huyên hiện lên một tia tức giận ngay khi ấn pháp của cô ta thay đổi hai linh trận trên bầu trời đồng thời được kích hoạt chỉ thấy linh lực đang gầm thét giữa trời đất trong tấm gương cổ tám mặt ly hỏa đang bốc cháy và những con mãnh thú hồng hoang đang gào thét đòi sông ra ngoài gầm một tiếng gầm dữ tợn vang vọng khắp bầu trời mà giữa hàng nghìn ngọn đèn đó có những con rồng nến hung hãn lao tới với khí thế cực kỳ kinh khủng tuy nhiên không đợi hai linh trận bộc phát toàn bộ sức mạnh, một cột sáng chứa đựng tà ác kinh thiên động địa đột nhiên bắn ra từ bên dưới linh trận. Trong chùm sáng, bóng dáng một thanh niên mặc quần áo màu xanh nhạt hiện ra. Làm sao có thể? Quy Huyên nhìn trong biển lửa phía dưới, hiện ra bóng dáng một thanh niên, ly hỏa thiêu đốt xung quanh hắn. Nhưng dưới sự ngăn chặn của ánh sao nhạt nhạt đó, loại ly hỏa này lại không thể xuyên thủng được. Là sức mạnh ngôi sao của linh tiêu tông sao? quý Huyên tự nhiên nhận ra ánh sáng của các ngôi sao này. Cô ta cắn răng đôi mắt đẹp lộ ra vẻ cam hận với một thiên kiều đến từ trung thổ thần châu như phương thanh điệp có thể phá vỡ linh trận của cô ta thì cũng thôi nhưng một tên tiểu quỷ thần tàng cảnh cấp 5 tầm thường lại phớt lờ cuộc tấn công của cô ta linh trận thuật của ngươi có vẻ không ra làm sao trần mộc ngẩng đầu lên đôi mắt đen mang theo một nụ cười đùa giỡn đột nhiên chỉ thấy sát ý trong mắt trần mộc bộc phát hắn tiến lên một bước trời đất rung chuyển linh khí vô tận dường như hội tụ từ bốn phương tám hướng ngay lập tức hắn cầm thanh thái cổ ma kiếm trong tay một kiếm quét ngang qua xoẹt ánh kiếm trăm trượng xé nát bầu trời kiếm khí trải dài chín nghìn dặm rực rỡ trói mắt ly hỏa rừng rực xung quanh hắn ngay lập tức bị xé ra một vết nứt dữ dội và rìa vết nứt lại tràn ngập hàn khí cực kỳ lạnh lẽo loại hàn khí này dường như tràn ra từ cửu u địa ngục lạnh thấu xương hơn nữa loại hàn khí này vẫn đang không ngừng lan tràn trong nháy mắt đã xâm nhập vào ly hỏa trận cùng bạo xung quanh ấn pháp của quý huyên nhanh chóng thay đổi lăng kính tám mặt dường như cảm nhận được điều gì đó liền bay lên trời tuy nhiên chỉ trong chốc lát hàn khí cực lạnh thoát ra từ xung quanh đã lan đến lăng kính tám mặt đó trong nháy mắt bị bao phủ bởi một lớp xương giá ngay cả tác dụng phản công cũng bị đóng băng đây chính là kiếm ý thứ hai của trần mộc thiên canh băng phách kiếm ý khuôn mặt xinh đẹp của quý huyên thay đổi đáng kể cô ta cảm thấy như mối liên hệ giữa mình và bát lăng kính đã bị cắt đứt không thể kiểm soát được nữa ngươi đôi mắt đẹp của quý huyên mở to nhìn chằm chằm vào thân ảnh thiếu niên bên dưới song trùng kiếm ý sự hiểu biết của tên này thật là biến thái soạt mà đúng lúc này thân thể trần mộc đột nhiên từ trên mặt đất phóng lên giống như một tia sáng hướng về phía quý huyên hừ ngươi cho rằng phá vỡ linh trận của ta thì lợi hại làm sao gương mặt quý huyên hiện lên vẻ lạnh lùng bàn tay ngọc kẹp chặt pháp quyết cổ xưa linh lực bùng nổ đổ toàn bộ vào linh trận bên dưới thiên đăng trúc long trận kích hoạt uỳnh lập tức chỉ thấy tất cả ánh đèn vô tận đều sáng lên hàng ngàn ánh đèn lơ lửng phản chiếu bầu trời thực sự ngưng tụ thành bóng dáng của một con rồng nến đang cháy gầm tiếng gầm hung dữ chấn động đất trời vang vọng khắp nơi dưới linh khí trời đất vô tận và ngọn lửa của hàng ngàn chiếc đèn bóng của con rồng nến lập tức to hơn hình thành một khí thế hàng trăm trượng vẫy đuôi rít lên về phía trần mộc tuy nhiên đối mặt với sự tấn công của bóng rồng nến cơ thể của trần mộc bay thẳng lên trời mà không hề do dự trong chớp mắt cơ thể của trần mộc bị bóng của con rồng nến nút trừng và biến mất không dấu vết trần mộc đôi mắt xinh đẹp của phương thanh điệp mở to sau đó nàng nghiến rằng sắc bén nhìn chằm chằm quý huyên cầm thanh kiếm lạnh trong tay bước về phía trước thân thể mảnh khảnh hóa thành bong bóng vô tận tiêu tan ngay trước mắt soạt khoảnh khắc bong bóng tan biến không gian trước mặt xuất hiện những gợn sóng như thể có một loại ánh trăng bạc nào đó mở ra một nguyệt đạo kéo dài vô tận ở cuối nguyệt đạo phương thanh điệp lóe lên đứng phía sau quý huyên một cách thần không biết quỷ không hay thủy nguyệt kính hoa cu chớm của nguyệt thần trong mắt phương thanh điệp lộ ra sát ý lạnh lùng giơ kiếm chớm xuống xoẹt trong hư không ánh trăng chiếu sáng ánh kiếm tỏa sáng như thần bắn thẳng vào lưng quý huyên thanh kiếm này ánh trăng trời đất đột nhiên xuất hiện thần bí vô cùng càng ẩn chứa lực sát thương cực kỳ khủng khiếp kiếm ý của ngươi rất mạnh nhưng đáng tiếc ngươi gặp phải ta không đợi ánh kiếm tiếp cận sau lưng quý huyên quý huyên đột nhiên quay người lại giọng nói lạnh lùng vang lên bàn tay ngọc trong ống tay áo màu đỏ duỗi ra như một con linh xà linh lực hùng vĩ lúc này đã hoàn toàn được giải phóng không chút rè rặt sức mạnh của tử huyền mọi phép thuật sẽ khô héo bàn tay giống như một con linh xà đó lại tràn ngập năng lượng màu đen kỳ lạ ngay khi tiếp xúc với nhát kiếm ánh trăng của phương thanh điệp tất cả ánh sáng đột nhiên mờ đi trong khoảnh khắc sau đó hoàn toàn nổ tung bùm một tiếng động lớn vang lên trên bầu trời năng lượng cuồng bạo vô song quét qua chấn động hư không thân thể mảnh khảnh của phương thanh điệp sau đó nhanh chóng bị làn sóng này đẩy lùi ra sau nàng rên rỉ một vệt mấu tràn ra từ khóe miệng sức mạnh này phương thanh điệp ngẩng đầu hơi nhướng mày ánh mắt trịnh trọng nói là sinh tử môn của thất huyền tông sao không ngờ ngươi lại giác ngộ ra sức mạnh này linh tiêu tông có tứ tượng tinh túc môn còn thất huyền tông có sinh tử môn so với tứ tượng tinh túc môn của linh tiêu tông sinh tử môn của thất huyền tông nguy hiểm hơn uy lực hơn gầm đột nhiên con rồng đến trăm trượng bên dưới như gặp phải sự công kích nội bộ nào đó ngẩng đầu lên phát ra một tiếng kêu thảm thiết chói tai gầm tiếp đó một ánh kiếm rực lửa tách ra từ bụng nó ngọn lửa kéo theo vô số yêu ma và ác quỷ phun ra từ nó và quét về phía trời đất trần mộc nhìn thấy cảnh này khuôn mặt xinh đẹp của vạn lam ở xa lộ ra vẻ vui mừng một bóng người trẻ tuổi bước ra khỏi ngọn lửa toàn thân tắm trong ngọn lửa thoạt nhìn có cảm giác sát khí hung bạo hơn một chút tên khốn quy huyên nhìn thấy vậy gương mặt trở nên vô cùng khó coi ngươi hình như thua rồi trần mộc cười hung ác trong mắt lộ ra sát ý đùa giỡn soạt đột nhiên cơ thể của trần mộc lắc lư lao về phía quý huyên tất cả các hoa văn ma thuật trên thanh thái cổ ma kiếm trong tay hắn đều sáng lên hung dữ quái dị bay lên trời hừ quý huyên nghiến răng hừ lạnh sau đó hơi giơ tay ngọc hướng về hư không toàn bộ ngọn lửa còn sót lại trong thiên đăng trúc long trận liền bộc phát bao trùm bầu trời hình thành một đợt công kích cuồng nộ như thác lũ quét về phía Trần Mộc và Phương Thanh Điệp, Phương Thanh Điệp vung kiếm xuống, Thủy Nguyệt Kính Hoa kiếm ý bùng phát, một ánh trăng đơn giản quét qua bầu trời, mạnh mẽ xé toạc ngọn lửa. Trần Mộc dùng một kiếm đơn giản xuyên qua, sát khí tụ tập ở đầu kiếm, làm nổ tung tất cả ngọn lửa quét qua trước mặt hắn. Uỳnh, uỳnh, gió mạnh nổi lên, ngọn lửa hùng vĩ như biển quét qua. Chỉ là, khi tất cả ngọn lửa cuồng nộ tan biến, Quý Huyên trước mặt đã biến mất, ngay cả khí tức của cô ta cũng hoàn toàn bị che giấu trốn rồi à phương thanh điệp cau mày trầm giọng nói trần mộc nhìn phía xa bầu trời nheo mắt lại nơi đó có bóng dáng mờ nhạt của một mỹ nữ mặc váy đỏ nhanh chóng bay đi bỏ đi trần mộc không truy đuổi nhẹ giọng nói